Cuốn 8 Kinh. Bấy giờ Thế Tôn dùng ánh sáng thường chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới và đến thế giới của chư Phật nhiều như các sông Hằng ở phương Đông, cho đến 10 phương cũng như vậy. Nếu có chúng sanh gặp được ánh sáng ấy, chắc chắn được an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Luận. Hỏi. Trên đã toàn thân mỉm cười và lỗ chân lông phóng ánh sáng, nay vì sao còn phóng ánh sáng thường để chiếu 10 phương? Đáp. Có người thấy ánh sáng lạ, bảo đó không phải ánh sáng của Phật. Thấy ánh sáng của Phật lớn dần thì tâm sanh hoan hỷ, nói đó thật là ánh sáng của Phật, nên chắc chắn đạt đến an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Hỏi, thế nào là ánh sáng thường? Đáp, bốn bên thân Phật đều có ánh sáng bổ trượng, khi Bồ Tát sanh ra liền có, đó là trong 32 tướng gọi là tướng trượng quang. Hỏi, vì sao ánh sáng của Phật thường một trượng mà không nhiều hơn? Đáp, ánh sáng thường của chư Phật thì vô lượng, thường chiếu 10 phương thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông và thân quang vô lượng, hoặc một trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn ức, cho đến khắp 3.000 đại thiên thế giới, cho đến cả 10 phương, như pháp thường của chư Phật. Nhưng vì chúng sanh ở trong đời ngũ trượng ít đức ít trí, nên chỉ hiện ra ánh sáng một trượng. Nếu hiện ra ánh sáng nhiều hơn, thì hiện chúng sanh phước mỏng, căn độn, mắt không kham nổi ánh sáng đó. Như người thấy thân trời thì có mắt bị mờ, vì ánh sáng mạnh mà mắt yếu. Nếu chúng ta có lợi căn phước trọng, thời Phật sẽ hiện ra ánh sáng vô lượng. Lại nữa, có người do thấy ánh sáng thường của Phật sanh tâm hoan hỷ mà được đắc độ. Cũng như quốc vương đem đồ ăn thường còn lại cho kẻ dưới, người nhận được rất vui. Phật cũng như vậy. Có người thấy các thứ ánh sáng khác thì tâm không hoan hỷ, mà thấy ánh sáng thường của Phật thì chắc chắn đạt đến an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Kinh. Bấy giờ Thế Tôn hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ khắp 3.000 đại thiên thế giới, vui vẻ mỉm cười. Từ thể căn ấy phóng ra vô lượng ngàn vạn ước ánh sáng, mỗi ánh sáng ấy hóa thành hoa báu kim sắc ngàn cánh. Trên các hoa ấy đều có hóa Phật Kiết Già Phu Tọa thuyết sáu độ ba la mật. Chúng sanh nghe được chắc chắn được an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cho đến các thế giới của chư Phật ở 10 phương nhiều như các sông Hằng đều cũng như vậy. Luận. Hỏi. Như Phật Thế Tôn đại đức tôn trọng, vì sao hiện ra lưỡi rộng dài có vẻ như tướng thấp kém? Đáp, ở trên đã phóng ra ba thứ ánh sáng chiếu đến 10 phương chúng sanh, khiến cho được độ thoát. Nay muốn chính miệng nói ra đại bát nhã ba la mật. Đại bát nhã ba la mật rất sâu xa, khó hiểu, khó biết, khó có thể tín thọ, cho nên hiện ra tướng lưỡi rộng dài để làm chứng. Tướng lưỡi như vậy nói ra ắt chân thật. Như xưa có một lần Phật ở nước Xá Bà Đề thọ tuế xong, A Nan theo Phật du hành các nước. Khi sắp đến thành của Bà La Môn, vua của thành Bà La Môn vốn biết Phật có thần đức hay chuyển hóa chúng sanh, cảm động tâm mọi người. Nay đi đến đây thì ai còn thích ta nữa? Vua liền ra lệnh cấm, nếu ai cúng cho Phật ăn, nghe Phật nói thời bị phạt 500 tiền vàng. Sau khi ra lệnh, Phật đến nước đó cùng A Nan ôm bát vào thành khất thực. Mọi người trong thành đều đóng cửa không tiếp, Phật ôm bát không mà ra khỏi thành. Lúc ấy trong một gia đình có người tớ già cầm chậu bể đựng đồ thiêu ra khỏi cửa để liệm. Thấy Phật Thế Tôn ôm bát không đi đến, người tớ già thấy tướng hào của Phật sắc vàng, lông trắng nhục kế, ánh sáng mùa trượng mà bình bát trống không chẳng có đồ ăn. Thế rồi vị ấy suy nghĩ, thần nhân như thế đáng ăn đồ ăn của trời, nay tự hạ mình cầm bát đi xin, chắc vì lòng đại tử thương xót hết thảy. Rồi liền xong lành sanh lòng tin thanh tịnh, muốn cúng dường đồ ngon mà không làm sao được như nguyện. Hổ thẹn vị ấy thưa với Phật, tôi nghĩ muốn dọn bữa cúng dường mà không thể được, nay đồ ăn xấu tệ này Phật cần thì nhận lấy. Phật biết tâm người kia tín kính thanh tịnh nên đưa bình bát ra nhận đồ cúng thí đó. Phật liền cười phát ra ánh sáng năm sắc chiếu khắp trời đất, rồi trở lại nhập vào tướng giữa hai chân mày. A Nan thấy thế quỳ thẳng chắp tay bạch Phật, kính thưa Thế Tôn, nay nhân duyên nào mà ngài cười, xin cho con được nghe ý nghĩa ấy. Phật bảo A Nan, thầy có thấy bà già đem lòng tín vừa cúng thức ăn cho Phật chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật nói, bà già ấy do cúng Phật ăn mà trong 15 kiếp ở trên cõi trời và trong cõi trời và trong cõi người thọ phước báo khoái lạc, không bị đọa ác đạo, sao sẽ được làm thân nam xuất gia học đạo thành Bích Chi Phật và nhập vô dư niết bàn. Bấy giờ cạnh Phật có một bà la môn đứng đó nói kệ, ông là dòng Nhật trùng sát lợi, thái tử của Tịnh Phạn quốc vương, chỉ vì ăn mà đại vọng ngữ, đổ thúi ấy báo nặng làm sao? Bấy giờ Phật đưa lưỡi rộng dài phủ cả mắt lên đến chân tóc nói với bà La Môn, ông thấy trong kinh sách nói người có lưỡi như thế này mà nói dối chăng?
Bà La Môn thưa, nếu người có lưỡi phủ đến mũi, nói đã không hư dối, huống gì phủ đến chân tóc. Tâm tôi tin Phật chắc chắn không vọng ngữ, nhưng chỉ không hiểu vì sao bố thí một ít mà được quả báo nhiều như vậy. Phật nói với Bà La Môn, ông có bao giờ thấy những việc hy hữu khó thấy ở giữa đời chăng? Bà La Môn thưa, đã thấy. Tôi có lần đi với người Bà La Môn giữa đường thấy bóng của một cây ni câu lô đà phủ cả 500 cỗ xe của khách buôn mà bóng cây vẫn không hết. Đấy là việc hy hữu khó thấy. Phật hỏi, hạt giống của cây ấy lớn hay nhỏ? Bà La Môn đáp, lớn bằng 1/3 hạt cải. Phật nói, ai sẽ tin lời ông? Cây to thế mà hạt giống lại rất nhỏ. Bà La Môn thưa, thật vậy, thưa Thế Tôn, chính mắt tôi thấy chứ không phải hư dối. Phật nói, ta cũng như vậy. Thấy bà già ấy tín tâm thanh tịnh cúng thí cho Phật, được quả báo lớn cũng như cây ấy, nhân ít mà quả báo nhiều, lại do phước điền tốt của Như Lai mà được như vậy. Bà La Môn tâm khai ý tỏ, năm vóc sát đất xin sám hối với Phật, tâm tôi mù mờ ngu si không tin Phật. Phật thuyết mỗi pháp cho ông nghe rồi chứng được đạo quả ban đầu, tức thời ông đưa tay mà cất to tiếng nói, hết thảy mọi người cửa cam lộ đã mở vì sao không ra. Tất cả các bà La Môn ở trong thành đến nạp 500 tiền vàng cho vua để rước Phật mà cúng dường và đều nói được mùi vị cam lồ thì còn ai tiếc gì 500 tiền vàng ấy. Mọi người đều đi đến Phật, lệnh cấm bị phá. Vua Bà La Môn ấy cũng theo thần dân quy mạng Phật pháp, hết thảy người trong thành đều được tịnh tín. Như vậy Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài là vì những người bất tín ấy. Hỏi, như vì Bà La Môn hiện ra tướng lưỡi phủ cả mặt mà ánh sáng của tướng lưỡi vì sao lại phủ đến 3.000 đại thiên thế giới? Đáp, lưỡi phủ mặt đến chân tóc là vì sự tên nhỏ, nay vì Bát Nhã Ba La Mật là đại sự hương khởi, nên hiện tướng lưỡi rộng dài phủ cả 3.000 đại thiên thế giới. Hỏi, người ở trong một thành, tất cả thấy được tướng lưỡi phủ cả mặt ấy còn là khó. Huống gì, nay nói đại Bát Nhã Ba La Mật, tất cả đại hội vô lượng chúng từ phương này và tha phương tập lại mà đều thấy cả sao? Lại mắt người thấy được không quá vài dặm, này nói khắp 3.000 đại thiên thế giới không phải là to lớn khó tín lắm sao? Đáp, Phật dùng phương tiện gia hộ thần lực có thể làm cho chúng sanh đều thấy tướng lưỡi phủ cả 3.000 đại thiên thế giới này. Nếu Phật không gia hộ thần lực, thời tuy hàng thập trụ Bồ Tát cũng không biết tâm Phật. Nếu Phật gia hộ thần lực thì cho đến súc sanh cũng có thể biết tâm Phật. Nhưng trong hậu phẩm của kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, hết thảy chúng sanh đều thấy pháp hội của Phật A Súc ở trước mắt. Cũng như khi Phật nói về thế giới đủ thứ nghiêm tịnh của Phật A-di-đà, A-nan xin nguyện muốn thấy, Phật tiền làm cho hết thảy chúng hội đều thấy thế giới nghiêm tịnh của Phật vô lượng thọ, thấy tướng lưỡi của Phật cũng như vậy. Phật dùng tướng lưỡi rộng dài phủ khắp 3.000 đại thiên thế giới, rồi sau đó Ngài cười, nhân duyên cười đã nói như trên. Hỏi, ở trước đã phóng ánh sáng của tướng lưỡi, nay vì sao thiệt căn lại phóng ánh sáng? Đáp, vì muốn cho hết thảy càng tin gấp bội. Lại vì sắc của tướng lưỡi như lưu ly, kim quang trong sáng cùng nhau phát khởi nên lại phóng ánh sáng. Lại nữa, các ánh sáng ấy biến thành hoa báu sắc vàng ngàn cánh. Từ tướng lưỡi hiện ra hoa báu sắc vàng ngàn cánh ấy, quang minh chiếu suốt như mặt trời mới mọc. Hỏi, vì sao trong ánh sáng biến hóa làm hoa báu ấy? Đáp, vì Phật muốn ngồi. Hỏi, giường có thể ngồi hà tất hoa sen? Đáp, giường là chỗ ngồi của hàng bạch y thế gian. Lại vì hoa sen mềm sạch muốn hiện thần lực, có thể ngồi lên trên đó mà hoa vẫn không hoại. Lại vì chỗ ngồi làm tăng nghiêm diệu pháp. Lại vì các hoa khác đều nhỏ không bằng hoa ấy thơm sạch lớn. Hoa sen của loài người không quá một thước, còn hoa sen trong ao Mạn Đà Kỳ Ni và ao Anna Bà Đạt Đa lớn bằng tảng xe. Hoa sen báu trên trời lại lớn hơn thế, ấy thời có thể để kết già phu tọa. Hoa của Phật ngồi còn hơn hoa ấy gấp 100.000 vạn lần. Lại đài hoa sen như thế nghiêm tịnh, thơm đẹp, có thể ngồi. Lại nữa, lúc kiếp tận đốt cháy, tất cả đều không. Do sức nhân duyên phước đức của chúng sanh, gió từ mười phương thổi đến, đối diện nhau, xúc chạm nhau, cầm giữ một dòng nước lớn. Trên dòng nước có một người ngàn cái đầu, 2.000 tay chân, gọi là vĩ nữ. Từ rốn người ấy xuất ra hoa sen diệu bảo sắc vàng ngàn cánh. Ánh sáng nó rất lớn như muôn mặt trời cùng chiếu. Trong hoa có người kiết già phu tọa. Người ấy lại có vô lượng quang minh gọi là Phạm Thiên Vương. Từ tâm Phạm Thiên Vương sanh 8 đứa con, 8 đứa con sinh ra trời đất nhân dân. Phạm Thiên Vương đã diệt sạch các dâm dục sân nhuế, do đó nên nói nếu có người tu thiền tịnh hạnh dứt trừ dâm dục thì gọi là thực hành phạm đạo, Phật chuyển pháp luân gọi là pháp luân hoặc gọi là phạm luân. Phạm Thiên Vương ấy ngồi trên hoa sen,
Nên chư Phật tùy theo kế tục kiết giả phu tọa trên hoa sen, nói sáu ba la mật. Người nghe được pháp ấy chắc chắn đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hỏi: Thích Ca phần Phật hóa làm vô lượng ngàn vạn ức chư Phật, làm sao có thể nói pháp trong một lúc? Như trong A Tỳ Đàm nói, trong một lúc không có hai tâm. Nếu lúc hóa Phật nói thì hóa chủ phải im lặng, lúc hóa chủ nói thì hóa Phật cũng phải im lặng. Làm thế nào cùng một lúc mà đều nói sáu ba la mật? Đáp: Nó như thế là cách biến hóa của hàng ngoại đạo và hàng thanh văn. Còn như Phật biến hóa thì vô lượng, do sức tam muội không thể nghĩ nghỉ, nên lúc Phật tự nói thì cũng vô lượng ngàn vạn ức hóa Phật cũng đều nói. Lại các hàng ngoại đạo và thanh văn không thể làm ra hóa, còn như Phật Thế Tôn hóa rồi lại làm ra hóa. Các ngoại đạo và hàng thanh văn sau khi thân diệt không thể lưu lại hóa, còn như Phật Thế Tôn sau khi thân diệt độ vẫn có thể lưu lại hóa Phật, in như Phật không khác. Lại nữa, trong A Tỳ Đàm một lúc không có hai tâm, nay Phật cũng như vậy. Đương khi hóa Phật nói cũng không có tâm, tâm Phật nghĩ tới hóa Phật, muốn khiến hóa Phật nói, liền nói. Hỏi: Này Phật muốn nói Bát Nhã Ba La Mật, cớ sao khiến hóa Phật nói sáu Ba La Mật? Đáp: Sáu Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật là một pháp không khác. Năm Ba La Mật trước mà không có được Bát Nhã Ba La Mật thì không gọi là Ba La Mật. Như đàn Ba La Mật không có được Bát Nhã Ba La Mật thì bị chìm trong pháp hữu tận của thế gian, hoặc được thành A La Hán Bích Chi Phật đạo mà nhập Niết Bàn. Nếu có được Bát Nhã Ba La Mật cùng hợp lại thì gọi là Ba La Mật, có thể đạt đến Phật đạo. Vì vậy Bát Nhã Ba La Mật cùng với năm Ba La Mật là một pháp không khác. Bát Nhã Ba La Mật có hai thứ, một là trang nghiêm, hai là chưa trang nghiêm. Như có người đeo anh lạc đẹp để trang nghiêm, có người không đeo gọi là chưa trang nghiêm. Cũng như quốc vương có kẻ đem tùy tùng theo gọi là vua đến, nếu không đem kẻ tùy tùng theo gọi là một mình. Như vậy thế giới nhiều như các sông Hằng ở phương Đông cho đến mười phương cũng như vậy. Hỏi: Nếu Phật có đại thần lực như thế thì vô số ngàn vạn ước hóa Phật cho đến mười phương đều thuyết sáu ba la mật độ thoát tất cả, thế thì phải độ hết, không thể có kẻ chưa độ. Đáp: Có ba thứ chướng ngại chúng sanh trong ba đường ác không thể thấu hiểu, ở trong loài người trên trời hoặc quá nhỏ hoặc quá già hoặc quá bệnh, và trên cõi vô sắc trời vô tưởng đều không thể nghe không thể biết. Hỏi: Những người nghe được hiểu được vì sao không cùng đắc đạo hết? Đáp: Cũng không thể tất cả đều đắc đạo. Vì sao? Vì kiết sử nghiệp chướng, có người kiết sử nặng thường bị kiết sử che tâm, vì vậy nên không cùng đắc đạo hết. Hỏi: Mười phương chư Phật hiện nay cũng nên khiến hóa Phật thuyết sáu ba la mật, và chúng tôi cũng không có ba chướng ngại ấy, vì sao không nghe? Đáp: Chúng sanh hiện nay sanh ở đời ác, thời không phải ở vào ba chướng ngại ấy. Ở sau thời Phật bị nghiệp báo bất thiện, hoặc có chướng ngại vì ác tội nghiệp của thế gian, hoặc có chướng ngại vì kiết sử dày nặng, sanh nhằm sau thời Phật, có người phần nhiều bị kiết sử dày nặng làm chướng, hoặc dâm dục mỏng mà sân nhuế dày, sân nhuế mỏng mà dâm dục dày, dâm dục mỏng mà ngu si dày, ngu si mỏng mà sân nhuế dày. Những thứ như vậy chuyển chuyển, có dày có mỏng thay đổi, vì các chướng ngại của kiết sử nên không nghe không biết hóa Phật thuyết pháp, không thấy ánh sáng của chư Phật, huống gì đắc đạo. Cũng như mặt trời mọc mà người mù không thấy, bèn nói thế gian không có mặt trời mặt trăng, chứ mặt trời có lỗi gì? Lại như sấm chớp rung chuyển đất mà người điếc không nghe tiếng, chứ tiếng không có lỗi. Nay mười phương chư Phật thường nói kinh pháp, thường khiến hóa Phật đến mười phương thế giới thứ sáu ba la mật, mà vì tội nghiệp như đuôi như điếc nên không nghe được âm thanh của chánh pháp, vì vậy không thấy nghe hết được. Tuy là thánh nhân có tâm đại từ cũng không thể khiến cho mọi người đều nghe đều thấy. Nếu tội sắp diệt, phước sắp sanh, khi ấy mới được thấy Phật, nghe pháp. Kinh. Bấy giờ Thế Tôn muốn đặt tại tòa sư tử, nhập vào tòa sư tử du hí tam muội, dùng sức thần thông làm cảm động ba ngàn đại thiên thế giới sáu cách rung động. Luận. Hỏi: Tam muội này vì sao gọi là sư tử du hí? Đáp: Thí như sư tử bát nai vui giỡn tự tại, Phật cũng như vậy, khi vào tam muội này có thể bằng nhiều cách xoay chuyển đại điện này khiến sáu phen rung động. Lại nữa, sư tử du hí cũng như ngày mà sư tử vui chơi, thấy các loài thú được an ổn, Phật cũng như vậy. Khi nhập vào tam muội ấy, thời rung động ba ngàn đại thiên thế giới, làm cho chúng sanh trong ba đường ác một lúc đều được nghỉ ngơi an ổn. Lại nữa, Phật gọi là nhân sư tử du hí tam muội, tức là Phật tam muội vậy. Khi nhập vào tam muội này, khiến đại địa này rung động sáu cách, chúng sanh trong tất cả đường ác, địa ngục đều được giải thoát, được sanh lên trời, nên gọi là hí.
Hỏi: vì sao Phật nhập vào trong buổi ấy? Đáp: vì muốn rung động 3.000 đại thiên thế giới, đưa chúng sanh ra khỏi 3 đường ác, đặt vào trong 2 đường thiện. Lại nữa, trên kia 3 thứ biến hóa xuất từ thân Phật, hoặc người hoặc có tâm tin mà không sâu, nay rung động đại địa là muốn cho chúng sanh biết thần lực là vô lượng, có thể làm cho ngoại vật đều rung động mà sanh tâm tịnh tín hoan hỷ, đều được lìa khổ. Hỏi: có các A-la-hán và chư thiên cũng có thể làm rung động đại địa, sao chỉ nói thần lực của Phật? Đáp: các A-la-hán và chư thiên không thể làm rung động đầy đủ, chỉ có Phật mới khiến cho đại địa rung động 6 cách. Hỏi: Phật làm sao làm rung động 3.000 đại thiên thế giới? Đáp: vì muốn khiến chúng sanh biết hết thảy đều là không vô thường. Có người nói đại địa, mặt trời, mặt trăng, núi, tu di, đại hải đều là thường. Thế nên Thế Tôn làm 6 cách chấn động, chỉ bảy nhân duyên đó khiến biết là vô thường. Lại nữa, như người muốn nhuộm áo, trước rũ bỏ bụi đất, Phật cũng như vậy, trước khiến chúng sanh trong 3.000 thế giới thấy thần lực của Phật, sanh tâm cung kính nhu nhuyến. Vậy sao mới nói pháp? Vì vậy nên nói 6 cách rung động đại địa. Thế nào là 6 cách rung động? Kinh: phương đông vọt lên, phương tây lặn xuống, phương tây vọt lên, phương đông lặn xuống, phương nam vọt lên, phương bắc lặn xuống, phương bắc vọt lên, phương nam lặn xuống, bốn bên vọt lên, chính giữa lặn xuống, chính giữa vọt lên, bốn bên lặn xuống. Luận: hỏi, vì sao chính thức có 6 cách rung động? Đáp: đất động có thượng trung hạ, hạ có 2 cách, hoặc phương đông vọt lên, phương tây lặn xuống, hoặc phương nam vọt lên, phương bắc lặn xuống, hoặc bốn bên vọt lên, chính giữa lặn xuống, trung có 4, hoặc đông tây nam bắc, hoặc đông tây bốn bên chính giữa, hoặc nam bắc bốn bên chính giữa, thượng là 6 cách chấn động. Có nhiều nhân duyên khiến quả đất rung động lớn, như Phật bảo A Nan, có 8 nhân 8 duyên khiến đại địa chấn động. Như chỗ khác nói, lại nữa có người nói có 4 cách làm đất động: hỏa động, rồng động, chim kim sĩ động, thiên vương động. 28 ngôi sao đi giáp một vòng quanh mặt trời mặt trăng. Nếu mặt trăng đi đến sao Mão, sao Trương, sao Đẻ, sao Lâu, sao Thất, sao Vị, trong 6 ngôi sao ấy, bấy giờ đại địa rung động như lò. Các động ấy thuộc hỏa thần. Lúc ấy không mưa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, thiên tử gặp điều xấu, đại thần thọ ương. Nếu đi đến sao Liễu, sao Vĩ, sao Kỳ, sao Bích, sao Khuê, sao Nguy, trong 6 ngôi sao ấy, khi ấy đất động như lò. Cách động ấy thuộc Long Thần, lúc ấy không mưa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, thiên tử gặp điều xấu, đại thần thọ ương. Nếu đi đến sao Sâm, sao Quỷ, sao Tinh, sao Trần, sao Cang, sao Dực, trong 6 ngôi sao ấy, bấy giờ đất động như lò. Cách động ấy thuộc chim kim sĩ, lúc ấy không mưa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, thiên tử gặp điều xấu, đại thần thọ ương. Nếu đi đến sao Tâm, sao Giác, sao Phòng, sao Nữ, sao Hư, sao Tĩnh, sao Tất, sao Tuy, sao Đầu, trong 9 ngôi sao ấy, bấy giờ đất động như lò. Cách động ấy thuộc thiên đế, khi đó an ổn, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, thiên tử được điều tốt, đại thần hưởng phước, vạn dân an ổn. Lại nữa, nhân duyên làm đất rung động có nhỏ có lớn, có khi rung động một Diêm Phủ Đề, có khi rung động tứ thiên hạ, 1.000, 2.000, 3.000 đại thiên thế giới. Động nhỏ là do nhân duyên nhỏ, như người có phước đức hoặc sanh hoặc chết thì đất của một nước rung động, ấy là động nhỏ. Động lớn là do nhân duyên lớn, như Phật lúc sắp diệt độ thì 3.000 đại thiên thế giới chấn động, ấy là động lớn. Nay Phật muốn tập hợp chúng sinh một cách rộng lớn nên khiến đại địa này chấn động 6 cách. Lại nữa, trong pháp Bát Nhã Ba La Mật, Phật thọ ký cho các Bồ Tát sẽ được làm Phật, mà Phật là vị chủ lớn của trời đất. Khi ấy địa thần ấy mừng rằng ta này sẽ có được vị chủ tế, thế nên đất động. Cũng như quốc vương khi mới được lập, thần dân vui mừng đều tung hô vạn tuế, nhảy nhót ca múa. Lại nữa, do nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới nên có đại địa này, với núi sông cây cối hết thảy mọi vật mà chúng sanh không biết nó là vô thường. Vì vậy, Phật dùng đại lực của phước đức trí tuệ làm chấn động thế giới ấy, khiến chúng sanh phước đức biết là mỏng manh, tất cả đều ma diệt, trở về vô thường. Kinh: đất đều nhu nhuyến khiến chúng sanh hòa vui. Luận: hỏi, đất rung động làm sao có thể khiến chúng sanh hòa vui? Đáp: tâm tùy theo thân, thân được chuyện vui, thời tâm hơn duyệt, duyệt là những người cùng ở và đồ vật tiện lợi cho thân, hay làm cho tâm vui vẻ. Nay vì chúng sanh hỗn tạp xấu ác trong 3.000 đại thiên thế giới, tâm nó thô ác, không có điều thiện. Vì vậy Thế Tôn làm rung động đại địa này, khiến đều nhu nhuyến, tâm được lợi ích. Cũng như trời 33 ở trong vườn hoan lạc, chư thiên đi vào, tâm đều nhu nhuyến, hoan lạc và vui, tâm thô ác không sanh.
Khi Atula giấy binh kéo đến đều không quan tâm. Khi ấy dân của Thích Đề Bà Na dẫn các thiên chúng vào trong vườn thô sáp, vì trong vườn đó cây cối hoa trái khí vị không vui vẻ vì thô sáp xấu xa, nên các thiên chúng liền sanh quan tâm. Phật cũng vậy, vì đại địa này thô sáp xấu xa nên biến nó thành nhu nhuyễn, khiến tâm tất cả chúng sanh được vui vẻ. Lại như khi chú thuật thuốc cỏ xông vào mũi người, tâm giận liền sanh, tức thời đấu tranh nhau. Lại có thuốc cỏ làm tâm người hòa vui hoan hỉ, cung kính lẫn nhau, chú thuật thuốc cỏ còn được như vậy, huống là cả đại địa của 3.000 đại thiên thế giới đều nhu nhuyễn. Kinh: địa ngục ngạ quỷ súc sanh và 8 nạn của 3.000 đại thiên thế giới tức thời giải thoát, được sanh lên trời, từ trời tứ thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại. Luận hỏi: nếu Phật nhập vào sư tử du hí tam muội có thể khiến cho địa ngục ngạ quỷ súc sanh và 8 nạn đều được giải thoát, sanh lên cõi trời tứ thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại, như thế còn cần gì tu phước hành thiện mới được quả báo? Đáp: điều ấy như trên đã nói, người phước đức nhiều thấy ánh sáng là được độ, người tội cấu sâu nặng do đất rung động mới được độ, cũng như mặt trời mọc chiếu bên hồ sen, những sen già nở trước, sen non thì chưa. Phật cũng như vậy, trước phóng ánh sáng, người phước thuần thục, tâm trí lanh lợi thì được giải thoát trước, còn người phước chưa thuần thục, tâm trí không lanh lợi cho nên chưa được. Phật đại từ đại bi, bình đẳng cứu hộ hết thảy, không ghét không thương. Cũng như trái cây người rung cây, trái chín rụng trước, Phật cũng như vậy. 3.000 đại thiên thế giới như cây, người rung là Phật, người được độ trước là quả chín, người trước được độ là quả xanh. Hỏi: vì sao nhân duyên thiện tâm mà chỉ sanh lên cõi trời dục giới, không sanh lên cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới? Đáp: Phật muốn độ chúng sanh đắc đạo chứng quả ở trong cõi vô sắc, vì không có thân nên không thể thuyết pháp cho ở trong sắc giới, không có tâm biết nhàm chán nên khó có thể đắc đạo, vì cái vui trong cảnh thiền thời nhiều mà tuệ tâm thời độn. Lại nữa, Phật dùng thần thông làm cảm động, khiến đại địa của 3.000 đại thiên thế giới đều nhu nhuyễn, chúng sanh có tín tâm để hoan hỉ nên sanh lên cõi trời dục giới, vì không được tứ thiền và tứ không định nên không được sanh lên cõi sắc và cõi vô sắc. Hỏi: năm ấm là vô thường không vô ngã, làm sao sanh vào cõi trời và cõi người, ai chết và ai sanh? Đáp: việc ấy đã nói rộng trong chương tán Bồ Tát, nay sẽ được đáp. Ông nói: năm uẩn vô thường không vô ngã, năm uẩn ấy trong bát nhã ba la mật không có thường hay vô thường, không hay vô không, ngã hay vô ngã. Nếu như người ngoại đạo tìm cầu thật ngã, ngã ấy không thể có được, chỉ có giả danh, do các thứ nhân duyên hòa hợp mà có danh tự ấy. Cũng như người huyễn thuật giết nhau, người ngoài thấy nó chết do huyễn thuật khiến đứng dậy, người ngoài thấy nó sống, sống và chết chỉ có danh tự, không có thật chất. Trong pháp thế gian thì thật có sống chết, trong pháp thật tướng thì không có sống chết. Lại nữa, người sanh tử có sanh tử, người không sanh tử không có sanh tử. Vì sao? Vì người không sanh tử dùng đại trí tuệ phá trừ tướng sanh, như kệ nói: Phật pháp tướng tuy không cũng không phải đoạn diệt, tuy sanh cũng phi thường, các hạnh nghiệp không mất, các pháp như cây chuối hết thảy từ tâm sanh, nếu biết pháp không thật, tâm ấy lại cũng không. Nếu có người niệm không, thời chẳng phải đạo hành, các pháp chẳng đoạn diệt, niệm có nên mất tướng, có niệm sang lưới ma, không niệm được ra khỏi, tâm động chẳng phải đạo, bất động là pháp ấn. Kinh: các thiền nhân ấy tự biết túc mạng đều rất hoan hỉ, đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật rồi ngồi một bên. Luận hỏi: chư thiền khi sanh tự biết 3 việc, biết chỗ đi đến, biết chỗ tu hành phước đức, biết phước đức đã làm. Người khi sanh không có 3 việc đó, thế nào là biết túc mạng? Đáp: nhân đạo không nhất định, hoặc có người biết, có người không biết. Lại nữa, nhờ thần lực của Phật thời biết túc mạng. Hỏi: chư thiền có quả báo được 5 thứ thần thông tự biết túc mạng, có thể đi đến chỗ Phật. Loài người tuy nhờ Phật lực được biết túc mạng, song chỗ ở rất xa, làm sao có thể đi đến chỗ Phật? Đáp: hoặc có người sanh ra đã có quả báo được thần thông như chuyển luân thánh vương, thánh nhân, vân vân, hoặc có người nhờ Phật lực. Hỏi: người sinh ra được phải 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, sau 10 tuổi mới có thể tự đi ra. Này, nhờ oai thần của Phật, tam đồ bát nạn đều được giải thoát, sanh trong cõi trời hay cõi người liền đi đến chỗ Phật. Nhưng trời có thể như vậy, còn người nhân pháp chưa thành làm sao đến được? Đáp: cách sanh ra trong ngũ đạo không đồng nhau, chư thiên địa ngục đều do hóa sanh, ngạ quỷ thì hoặc thai sanh hoặc hóa sanh, nhân đạo và súc sanh có 4 cách. Là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thai sanh. Noãn sanh là như Tỳ Xá Khư, mẹ của Di Giả La, sanh 32 đứa con.
Tỳ xá khư sanh 32 cái trứng, trứng nở ra 32 con trai, đều là lực sĩ. Di Giả La là đứa con lớn nhất, bà mẹ ấy sau được đạo quả thứ ba. Những người như vậy gọi là người sanh ra từ trứng thấp sanh, như là Dâm Nữ, Yểm La Bà, Đản Sanh Chuyển Luân, vân vân. Như vậy gọi là sanh ra từ ẩm ướt. Hóa sanh là như Phật. Cùng bốn chúng du hành, trong chúng tỷ kheo ni có tỷ kheo ni tên A La Bà từ trong đất hóa sanh, và lúc kiếp sơ người đều hóa sanh. Như vậy gọi là sanh do biến hóa. Thai sanh là sanh như người thường sanh. Người hóa sanh lập tức khôn lớn, có thể đi đến chỗ Phật. Lại nữa, nhờ Phật gia hộ thần lực nên có thể đi đến chỗ Phật. Kinh: Như vậy thế giới nhiều như các sông Hằng ở trong mười phương, đất đều chấn động sáu cách, hết thảy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn đều được giải thoát, được sanh lên cõi trời, ngang trời thứ sáu ở dục giới. Luận: Hỏi: Chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới đã rất nhiều vô lượng vô số, sao lại còn phổ cập đến chúng sanh trong mười phương thế giới nhiều như các sông Hằng? Đáp: Phật lực vô lượng tuy độ chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới còn cho là ít, nên lại còn phổ cập đến mười phương. Hỏi: Nếu Thích Ca Văn Ni Phật dùng đại thần lực rộng độ mười phương thì sao lại còn cần đến nhiều Phật? Đáp: Vì chúng sanh vô lượng không thuần thục một lúc, lại nhân duyên của chúng sanh không đồng nhau. Như trong Pháp Thanh Văn nói, đệ tử có nhân duyên với Xá Lợi Phất, trừ Xá Lợi Phất chư Phật còn không thể độ, huống gì người khác. Lại nữa, này chỉ nói đến một hàng hà sa thế giới phương Đông, không nói 2, 3, 4 cho đến ngàn vạn ước các thế giới nhiều như các sông Hằng. Lại vì thế giới vô biên vô lượng, nếu có biên có lượng thời chúng sanh có thể cùng tận. Vì vậy chư Phật cần độ mười phương vô lượng thế giới. Kinh: Bấy giờ chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người điên được tỉnh, người lạ được định, người trần truồng được áo, người đói khát được no đủ, người bệnh được lành, người tàn tật được nguyên vẹn. Luận: Hỏi: Chúng sanh khổ nạn có 100.000 thứ, sao thần lực của Phật không làm cho tất cả đều được giải thoát? Đáp: Hết thảy đều cứu, nay chỉ được nói phần thô, như có nhiều kết sử mà chỉ nói đến 3 độc. Hỏi: Chỉ nói người mù được thấy là đủ, vì sao lại nói là mù bẩm sanh? Đáp: Người sanh ra đã mù là vì tội nặng đời trước, tội nặng còn làm cho thấy được, huống gì tội nhẹ. Hỏi: Thế nào vì tội nặng đời trước làm cho sanh ra đã mù? Đáp: Hoặc phá hư con mắt của chúng sanh, hoặc móc mắt của chúng sanh, hoặc phá con mắt chánh kiến, hoặc nói rằng không có tội phước, người ấy chết đọa địa ngục, tội hết được sanh làm người, sanh ra đã mù, hoặc còn ăn trộm hỏa châu và đèn sáng trong tháp Phật, hoặc còn ăn trộm hỏa châu và đèn sáng trong tháp A-la-hán Bích Chi Phật, hoặc ăn cắp ánh sáng của trong ruộng phước khác. Vì những nhân duyên của nghiệp đời trước như thế nên bị đuôi mắt, đời nay hoặc vì bệnh, hoặc vì bị đánh mà đuôi mắt, ấy là do nhân duyên đời nay. Lại nữa, 96 thứ bệnh mắt, vua thầy thuốc là xà ca na không thể trị được, chỉ Phật Thế Tôn là có thể làm cho được thấy. Lại nữa, trước làm cho được thấy, sau lại làm cho được có mắt trí tuệ, kẻ điếc được nghe cũng như vậy. Hỏi: Nếu có mù bẩm sanh, sao không nói điếc bẩm sanh? Đáp: Phần nhiều bị mù bẩm sanh, ít có kẻ điếc bẩm sanh nên không nói. Hỏi: Vì nhân duyên gì mà điếc? Đáp: Điếc là vì nhân duyên đời trước, thầy cha dạy bảo không chịu nghe, không thực hành, còn trở lại sân hận vì tội ấy mà bị điếc. Lại nữa, vì cắt tai chúng sanh, hoặc phá hư tai chúng sanh, hoặc ăn trộm kiền trùy linh ốc trống của trong tháp Phật, tháp Tăng và trong các ruộng phước khác như cha mẹ thầy, cho nên mắc tội ấy. Như vậy là những nhân duyên của nghiệp đời trước, nhân duyên đời nay là hoặc bị bệnh, hoặc bị đánh, vân vân, là nhân duyên của đời nay làm cho điếc. Hỏi: Người câm không nói được, làm tội gì mà bị câm? Đáp: Đời đời cắt lưỡi người khác, hoặc bịt miệng người khác, hoặc bỏ thuốc độc làm cho không nói được, hoặc nghe giáo sư cha mẹ dạy bảo ngắt lời họ trên lời họ, hoặc làm người ác tà kiến không tin tội phước. Phá chánh ngữ nên sau khi chịu tội ở địa ngục ra được sanh làm người, bị câm không nói được, vì các nhân duyên như vậy nên câm. Hỏi: Kẻ điên được tỉnh, vì sao mà điên? Đáp: Đời trước tạo tội phá không cho người tọa thiền, phá nhà tọa thiền, dùng các chú thuật làm cho người nổi giận, đấu tranh, dâm dục. Hoặc vì đời nay các kiết sử nặng nề, như kẻ Bà La Môn làm ruộng bị mất mùa, vợ nó lại chết, tức thời phát điên, trần truồng, chạy loạn. Lại như tỷ kheo ni Si Xá Già Kiêu Đàm, lúc còn làm cư sĩ tại gia có 7 người con đều chết, hết sức yêu sầu nên mất tâm trí phát cuồng.
Có người vì quá giận không tự chế được mà trở thành đại si cuồng, có người vì ngu si tà ác lấy cho bôi mình, nhổ tóc, trần chuồng, cuồng si ăn phân, có người hoặc vì bệnh gió, bệnh nóng, bệnh nặng mà thành điên, có người bị ác quỷ ám, hoặc có người quá ngu uống nhầm nước mưa mà điên, mất tâm trí như vậy, các thứ như vậy gọi là điên. Nhờ được thấy Phật mà điên được tỉnh. Hỏi, kẻ loạn được định, điên là loạn, vì sao lại khác? Đáp, có người không điên mà tâm phần nhiều tán loạn, ý như con khỉ không thể chuyên chú một chỗ nên gọi loạn tâm, lại có việc gấp gáp vội vàng, tâm vướng theo việc nên mất tâm lực, không kham lãnh thọ đạo pháp. Hỏi, loạn tâm vì nhân duyên gì? Đáp, thiện tâm mỏng dần theo đuổi điều bất thiện, ấy gọi là tâm loạn. Lại nữa, vì người ấy không quán vô thường, không quán tướng chết, không quán đời là không, ưa đắm sống lâu, tính toán công việc xong rồi đủ thứ, cho nên tâm loạn. Lại nữa, không được cái vui bên trong theo Phật pháp, chạy tìm cái vui bên ngoài, vì lý do đeo đuổi các vui cho nên tâm loạn. Người tâm loạn như thế được thấy Phật, tâm họ lại được định. Hỏi, trước nói người điên được tỉnh, nay nói người trần truồng được áo, vì sao có sự trần truồng? Đáp, điên có hai thứ, một là ai cũng biết đó là điên, hai là vì ác tà kiến mà tự trần truồng, không ai biết đó là điên. Như kể chuyện ở Nam Thiên Trúc, có vị pháp sư ngồi tòa cao thuyết nghĩa ngũ giới, trong chúng ấy có nhiều ngoại đạo đến nghe, khi ấy vị quốc vương nạn rằng: nếu như lời pháp sư giảng, người thí cho rượu và người tự uống rượu phải chịu quả báo điên khùng, thì đáng đời nay người điên phải nhiều hơn người tỉnh, chứ sao nay người điên lại ít mà người tỉnh lại nhiều? Lúc ấy các ngoại đạo đều nói: hay thay, lời vấn nạn thâm thúy, ông chọc đầu ngồi tòa cao ấy chắc chắn không đáp được vì vua lợi trí. Khi ấy pháp sư lấy tay chỉ người ngoại đạo mà nói qua chuyện khác. Vua liền hiểu các ngoại đạo nói với vua: lời vấn nạn của vua rất thâm thúy, người ấy không biết trả lời, sợ xấu hổ vì điều không biết nên chỉ đưa tay chỉ và nói qua chuyện khác. Vua nói với ngoại đạo: pháp sư ngồi tòa cao lấy tay chỉ là đã đáp xong, vì hộ vệ cho các ngươi nên không dùng lời nói, mà chỉ các ngươi để nói rằng các ngươi là người điên, điên không phải ít. Các ngươi lấy cho bôi mình ở trần chuồng không biết hổ, dùng đầu lâu của người đựng phân mà ăn, nhổ tóc nằm trên chông gai treo ngược sông mũi, mùa đông nhảy vào nước, mùa hạ hơi lửa, các sợ hành phi đạo như thế đều là hình thức của điên khùng. Lại nữa, theo pháp của các ngươi, bán thịt và bán muối là mất bà la môn. Khi cúng tế trời, nếu được bố thí bò để đem bán đi, tự cho đó là đúng pháp, nhưng bò cũng như thịt, dối gạt người như vậy, không phải là lỗi sao? Lại nói, vào trong sông cát tốt, sông hằng, tội lỗi đều tiêu trừ. Thế là tội hay phước đều không có nhân duyên chi cả. Bán thịt bán muối có tội gì? Vào trong sông cát có thể tiêu tội. Nếu có thể tiêu tội cũng có thể tiêu phước, thì đâu có tốt gì. Những việc như vậy, không nhân không duyên, cưỡng cho là nhân duyên, đó là điên. Như vậy các hình thức điên đều chính là các ngươi. Pháp sư muốn hộ vệ các ngươi nên lấy tay chỉ mà không nói, những việc như vậy gọi là điên trần truồng. Lại nữa, có người nghèo cùng không có áo, chỉ mặc áo rách lam lũ, nhờ Phật lực làm cho có được áo. Hỏi, kẻ đói được no, kẻ khát được uống, thế nào là đói khát? Đáp, phước đức mỏng manh, đời trước không nhân, đời này không duyên, thế nên đói khát. Lại nữa, người ấy đời trước cướp đồ ăn của Phật, A-la-hán, Bích-chi Phật và đồ ăn cha mẹ thân thích, nên tuy gặp đời có Phật vẫn chịu đói khát là vì tội nặng vậy. Hỏi, hiện nay có người sanh ở cõi đời ác trược lại được ăn uống no đủ, còn người sanh gặp đời có Phật lại chịu đói khát, sao lại như vậy? Nếu là người tội thì không nên sanh gặp đời có Phật, nếu là người phước thì không nên sanh ở đời ác mới phải. Đáp, nhân duyên nghiệp báo của mỗi người không đồng nhau. Hoặc có người có nhân duyên gặp Phật lại không có nhân duyên ăn uống, hoặc có nhân duyên ăn uống lại không có nhân duyên gặp Phật, cũng như rắn đen ôm ngọc mani mà nằm, hoặc có A-la-hán đi khất thực mà không được chi. Lại như thời Phật Ca Diếp, có hai anh em xuất gia cầu đạo, một người trì giới tụng kinh tọa thiền, một người chỉ lo đến các đà việt tu các phước nghiệp. Đến khi Đức Phật Thích Ca Văn ra đời, một người sinh vào nhà trưởng giả, một người làm voi trắng lớn có sức phá giặc. Người còn trưởng giả xuất gia học đạo được 6 thần thông thành A-la-hán, mà vì bạc phước đi khất thực khó được. Ngày nọ ôm bình bát vào thành khất thực đi khắp nơi mà chẳng được gì cả. Đi đến ngang chuồng bạch tượng thấy vua cung cấp cho voi đủ thứ, liền nói với voi rằng: ta với ngươi đều có tội lỗi. Voi liền cảm động, thảm uất 3 ngày không ăn. Người giữ voi sợ hãi, tìm đến gặp đạo nhân, hỏi rằng: ông làm chú thuật gì khiến voi trắng của vua bệnh khổ không thể ăn?
Đáp, vợ ấy là em của ta trong đời trước, cùng xuất gia học đạo. Trong thời Phật Ca Diếp, ta chỉ lo trì giới, tụng kinh, tọa thiền giảng, cung kính, không biết hành, bố thí. Còn em ta chỉ lo đến các đảng việc, làm việc bố thí, không học vấn. Vì nó không trì giới, tụng kinh, tọa thiền nên nay phải làm vói ấy. Và nhờ tu hạnh bố thí nhiều mà ăn uống đầy đủ các thứ. Còn ta chỉ lo hành đạo, không biết tu bố thí nên nay tuy được đạo mà đi khất thực không ra. Vì vậy do nhân duyên bất đồng nên tuy gặp đời có Phật mà vẫn chịu đói khát. Hỏi các chúng sanh ấy làm thế nào được no đủ? Đáp, có người nói Phật dùng thần lực biến làm đồ ăn khiến cho no đủ. Lại có người nói ánh sáng của Phật chạm vào thân làm cho không đói khát, cũng như ngọc như ý mani. Có người tâm nghĩ tới là hết đói khát huống gì gặp Phật. Kinh nói, người bệnh được lành, bệnh có hai thứ: do quả báo hành nghiệp đời trước mà bị các thứ bệnh, hoặc đời nay bị lạnh nóng gió phát sanh cũng bị các thứ bệnh. Bệnh đời nay có hai thứ: một là bệnh bên trong ngũ tạng không điều hòa kết chặt thành bệnh cũ; hai là bệnh bên ngoài bị đè ép té ngã, binh đao đâm chém đủ các thứ bệnh. Hỏi, vì nhân duyên gì mà mắc bệnh? Đáp, đời trước ưa roi gậy đánh khảo giam trói các thứ não hạ nên đời nay mắc bệnh. Đời nay mắc bệnh là vì không biết nuôi thân, uống ăn không tiết độ, nằm ngồi đi đứng không chừng mực, do những việc ấy nên bị các thứ bệnh. Như vậy có 404 chứng bệnh nhờ thần lực của Phật làm cho bệnh được lành. Như chuyện kể, Phật ở nước Xá Bà Đề, có một cư sĩ thỉnh Phật và tăng dùng cơm tại tích xá. Phật ở tích xá tiếp nhận đồ ăn vì có 5 nguyên do: 1. Sắp nhập định, 2. Sắp thuyết pháp cho chư thiên, 3. Sắp du hành quan sát phòng các tỳ kheo, 4. Chăm sóc các tỳ kheo bệnh, 5. Sắp kết giới cho các tỳ kheo chưa được kết giới. Khi ấy Phật đẩy cửa vào phòng các tỳ kheo, thấy một tỳ kheo bệnh khổ không ai chăm sóc, nằm mà đại tiểu tiện không ngồi dậy được. Phật hỏi tỳ kheo, ông bị khổ gì mà không ai chăm sóc cả? Tỳ kheo thưa, bạch Đức Thế Tôn, con có tánh lười biếng, khi người khác bệnh con không chăm sóc, cho nên nay con bệnh người khác cũng không chăm sóc. Phật bảo thiện nam tử, Như Lai sẽ chăm sóc ông. Khi ấy Thích Đề Bà Na Dân đem nước rửa, Phật lấy tay xoa thân tỳ kheo kia, trong khi xoa thân thì hết thảy bệnh khổ đều tiêu trừ, thân tâm được an ổn. Khi ấy Thế Tôn từ từ đỡ tỳ kheo bệnh dậy, đưa ra ngoài phòng tắm rửa mặc áo, rồi từ từ đưa trở vào trải nệm bảo ngồi. Phật nói với tỳ kheo bệnh ấy rằng, lâu nay ông không cần cầu việc chưa đến khiến được, việc chưa đến khiến đến mà phải chịu các khổ nạn, như vậy sẽ phải còn có thống khổ lớn hơn. Tỳ kheo nghe rồi tâm tự suy nghĩ, Phật ân vô lượng, thần lực vô số, lấy tay xoa cho ta, bệnh khổ tiêu hết, thân tâm khoái lạc. Vì thế ấy nên nói Phật dùng thần lực khiến người bệnh được lành, người tàn tật được nguyên vẹn. Thế nào gọi là tàn tật? Nếu có người đời trước phá hoại thân thể người khác, hoặc chặt đầu hoặc cắt tay chân, phá các thân phần khác, hoặc phá tượng Phật, hủy hoại núm tay ấn của tượng Phật và hình tượng các hiền thánh, hoặc phá hình tượng của cha mẹ, vì các tội ấy nên mang thân hình phần nhiều không được tàn vẹn. Lại nữa, do quả báo của bất thiện pháp nên chịu mang thân hình xấu xí, hoặc đời này bị giặc, bị tội hình cắt chém vì những nhân duyên ấy gây ra tàn tật, hoặc bị bệnh gió lạnh nóng sinh ra lở nói, thân thể bị hủy hoại ấy gọi là thân hình tàn hủy, nhờ đại ân của Phật mà đều được vẹn toàn. Giống như người ở tớ trong thành Kỳ Hòa tên Kiện Trì, là con của người anh vua Ba Tư Nặc, đoan chánh dũng kiện, tâm tánh hiền hòa. Đại phu nhân của vua trông thấy sanh tâm đám trước, bảo nhỏ đi theo mình, Kiện Trì không theo. Phu nhân nổi giận sảm tấu với vua, quy tội cho nó. Vua nghe theo, liền khiến chặt đứt tay chân, đem quăng giữa gò mả nhưng chưa chết. Đêm ấy cọp sói quỷ la sát muốn đến ăn thịt. Khi ấy Đức Phật đến bên cạnh, hào quang của Ngài chiếu lên thân thể người ấy, thân thể liền bình phục, tâm người ấy rất vui mừng. Phật thuyết pháp cho để chứng được đạo quả thứ ba. Phật cầm tay người ấy đem đến tinh xá Kỳ Hoàng. Người ấy nói, thân con đã bị phá hủy, đã bị quăng bỏ. Được Phật nối liền lại, cho con nguyện suốt đời đem thân này bố thí Phật và tỳ kheo tăng. Ngày mai vua Ba Tư Nặc nghe sự việc như vậy, đi đến Kỳ Hoàng nói với Kiện Trì, trẫm xin lỗi ngươi, ngươi thật vô tội mà trẫm điên cuồng hình phạt, nay trẫm sẽ chia cho ngươi nửa quốc độ để ngươi cai trị. Kiện Trì nói, tôi đã chán rồi, vua cũng vô tội, tôi vì tai ương đời trước mà phải mang tội báo như vậy, nay tôi đem thân bố thí Phật và tăng chứ không trở về nữa. Như vậy nếu có chúng sanh thân không toàn vẹn nhờ ánh sáng của Phật, tức thời bình phục. Thế nên nói, cho đến thân hình tàn tật không toàn vẹn nhờ ánh sáng của Phật, tức thời được bình phục. Kinh,
Hết thảy chúng sanh nhờ đó mà nhìn nhau với tâm bình đẳng như cha như mẹ, anh em chị em, như thân thích và thiện tri thức. Bây giờ chúng sanh đều thực hành một cách bình đẳng 10 thiện nghiệp đạo, tịnh tu phạm hạnh, không có các tỷ vết, vui vẻ, thơ thới, như vị tỳ kheo nhập vào đệ tam thiền. Tất cả đều được hảo huệ, giữ giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. Luận hỏi: các chúng sanh ấy chưa ly dục, không có thiện định, không được bốn vô lượng tâm thì làm sao được tâm bình đẳng? Đáp: bình đẳng không phải bình đẳng của trong thiền định, mà là đối với hết thảy chúng sanh không oán không giận, do sự bình đẳng ấy mà đem thiện tâm nhìn nhau. Lại nữa, tâm bình đẳng là như trong kinh nói, thế nào là tâm bình đẳng, nhìn nhau như cha mẹ ấy gọi là tâm bình đẳng. Hỏi: phải chăng xem hết thảy chúng sinh là cha mẹ anh em chị em? Đáp: không phải vậy, xem người già như cha mẹ, người lớn như anh, người nhỏ như em, xem như chị em cũng vậy, do tâm lực bình đẳng nên đều xem nhau như thân thích. Hỏi: sao chẳng phải cha mẹ cho đến chẳng phải thân thích mà lại nói là thân thích, không mắc tội vọng ngữ ư? Đáp: tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp, không ai đã không phải cha mẹ anh em chị em thân thích. Lại nữa, trong pháp thuật tướng thì không có chi là cha mẹ anh em, do điên đảo chấp trước tự ngã mà gọi là cha mẹ anh em, ngay do năng lực của thiện tâm nên xem nhau như cha mẹ mà chẳng phải vọng ngữ. Lại nữa, như người lấy điều nghĩa mà kết thân với nhau, không phải cha mà thờ làm cha, không phải mẹ mà thờ làm mẹ, anh em con cái cũng như vậy. Như người có con làm ác thì chốt bỏ đi, còn kẻ khác họ mà làm lành, thời đem về nuôi làm con, nhìn nhau như vậy, thời gọi là tâm bình đẳng. Như kệ nói, coi vợ kẻ khác như là mẹ, thấy của cải kẻ khác như lửa, coi tất cả đều như thân thuộc, ấy là sự thấy bình đẳng. Bấy giờ chúng sanh thực hành một cách bình đẳng. 10 thiện nghiệp đạo là thân nghiệp đạo có 3 là không giết, không trộm, không tà dâm. Khẩu nghiệp đạo có 4 là không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói thêu dệt. Ý nghiệp đạo có 3 là không tham lam, không não hại, không tà kiến. Tự mình không sát sanh, không bảo người khác sát, tán thán người không sát sanh. Thấy người không sát sanh thì vui mừng thay cho nó. Cho đến tà kiến cũng có 4 cách như vậy. Hỏi: 3 nghiệp sau chót là đạo, không phải nghiệp. 7 nghiệp đầu vừa là đạo cũng là nghiệp, tại sao nói là 10 thiện nghiệp đạo? Đáp: bỏ ít theo nhiều nên gọi chung là nghiệp đạo. 3 chữ sau chót tuy không phải nghiệp mà có thể khởi nghiệp, lại vì nghiệp nên sanh khởi, thế cho nên gọi chung là nghiệp đạo. Kinh: tịnh tu phạm hạnh không có các tỷ vết. Hỏi: trên đã nói thực hành 10 thiện nghiệp đạo lý ấy đã đủ, nay sao còn nói tịnh tu phạm hạnh nữa? Đáp: có người thực hành 10 thiện nghiệp đạo mà không đoạn trừ dâm dục, này lại vì tán thán người thực hành hạnh phạm thiên đoạn trừ dâm dục nên nói là tịnh tu phạm hạnh. Kinh nói không có các tỷ vết, là kẻ hành dâm thì thân ác mà danh thối, vì thế nên tán thán người đoạn trừ dâm dục rằng không có các tỷ vết ô uế. Kinh: vui vẻ thư thái. Hỏi: đây là thứ vui gì? Đáp: vui đây có hai thứ là vui bên trong và vui niết bàn. Hai thứ vui này không từ năm trần phát sanh, giống như con suối đá, nước từ trong núi ra, không phải từ ngoài đến. Tâm vui cũng như thế. Thực hành tâm bình đẳng, tu phạm hạnh được 10 thiện nghiệp đạo, thanh tịnh, không cấu uế là thứ vui bên trong. Hỏi: thứ vui ấy hệ thuộc cõi nào? Hệ thuộc cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc? Đáp: thứ vui ấy hệ thuộc dục giới mà cũng không hệ thuộc, chẳng phải hệ thuộc sắc giới và vô sắc giới. Nên nói giống như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Nếu là hệ thuộc vào sắc giới thì không nên nói giống như tỳ kheo đắc đệ tam thiền, vì ý nghĩa ấy nên biết chẳng phải hệ thuộc vào sắc giới. Tâm ở dục giới sanh hỷ lạc thấm khắp toàn thân, giống như dòng sữa ấm ngập cả thân thể, êm thấm hoan lạc, không hệ thuộc là được thật tướng bát nhã ba la mật, quán các pháp bất sanh bất diệt, được trí tuệ chân thật, tâm không dính mắc. Cái vui vô tướng ấy là không hệ thuộc. Hỏi: phải có niết bàn vui bậc nhất, vì sao còn nói các vui ở đệ tam thiền? Đáp: hai thứ vui, có thứ vui lãnh thọ, có thứ vui do lãnh thọ dứt hết. Thứ vui do lãnh thọ dứt hết là tất cả năm ấm dứt hết, không còn sanh trở lại, đó là thứ vui niết bàn. Còn do dứt trừ phiền não ưu sầu, trong tâm được hoan hỷ, ấy là thứ vui lãnh thọ. Lạc thọ như vậy đầy đủ chính ở tại trong đệ tam thiền, vì thế nên nói như cái vui của đệ tam thiền. Hỏi: sơ thiền nhị thiền cũng có lạc thọ, vì sao chỉ nói đệ tam thiền? Đáp: vui có thượng trung hạ, hạ là sơ thiền, trung là nhị thiền, thượng là tam thiền. Sơ thiền có hai thứ vui là lạc căn và hỷ căn, năm thức tương ưng là căn,
ý thức tương ưng hỷ căn trong nhị thiền, ý thức tương ưng với hỷ căn trong đệ tam thiền, ý thức tương ưng với lạc căn trong tất cả ba cõi trừ đệ tam thiền, không có nơi nào ý thức tương ưng với lạc căn. Năm thức không thể phân biệt, không biết đến tướng danh tự, nhãn thức sanh ra trong khoảnh khắc gãy móng tay, đó là đã có ý thức sanh ra. Vì thế nên năm thức tương ưng với lạc căn không thể vui đầy đủ, ý thức tương ưng với lạc căn mới có thể là vui đầy đủ. Vì thế trong đệ tam thiền công đức ít mà vui thì nhiều, nên không có 8 bội xả, 8 thắng xứ, 10 nhất thiết nhập. Lên quá khỏi đệ tam thiền thì không còn vui, vì vậy nên nói như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Kinh: hết thảy chúng sanh đều được hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. Hỏi: vì sao sau khi nói đến sự vui lại nói đến đều được hảo huệ? Đáp: người chưa được vui thì hay làm công đức. Khi là được vui rồi, vì tâm đắm trước nhiều vào sự vui ấy mà không làm công đức, cho nên sau khi nói đến sự vui thì nói tiếp tâm được hảo huệ. Hảo huệ là trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. Hỏi: trì giới tức là thủ hộ, cũng là không nhiễu loạn chúng sanh, cớ sao lại còn nói tự thủ hộ và không nhiễu loạn chúng sanh? Đáp: thân và miệng thuần thiện gọi là trì giới, kiểm thúc tâm vào điều thiện gọi là tự thủ hộ, cũng gọi là không nhiễu loạn chúng sanh. Tất cả các công đức đều nhập vào giới thân, định thân, huệ thân. Nói rằng khéo trì giới là nhiếp về giới thân, khéo tự thủ hộ là nhiếp về định thân, không nhiễu loạn chúng sanh và các công đức từ vân vân của trong thiền định là nhiếp về huệ thân. Hỏi: cũng không có ai nói không khéo trì giới, cớ sao nay nói khéo trì giới? Đáp: có kẻ như Bà La Môn đắm trước theo pháp thế gian mà nói rằng bỏ nhà khéo trì giới là người làm mất giống nòi. Lại nói do tự lực làm ra của cải, rồi rộng làm công đức, như vậy là có phước. Còn xuất gia thì đi khất thực, tự mình không cấp dưỡng được mình thì làm sao mà làm các công đức. Những lời nói như vậy là chê trách kẻ khéo trì giới. Cũng có người đắm trước vào những sửa trị thế gian mà chê trách người tự thủ hộ rằng người tu lấy pháp trị đời, thưởng thiện phạt ác, luật pháp không thể phạm, không bỏ tôn thân, lập pháp cứu đời, được ích lợi to lớn, cần gì giữ thiện riêng mình, tự thủ hộ vô sự, đại loạn không lo sửa sang, người gấp không lo cứu. Những lời như thế là chê trách kẻ khéo tự thủ hộ. Cũng có người chê trách người khéo không nhiễu loạn chúng sanh rằng có oán mà không thể báo, có giặc mà không thể đánh, không trị nổi đứa ác, không sửa được kẻ tội, không thể trừ loạn cứu nạn, cần gì mặc nhiên vô ích. Những lời như thế là chê trách người khéo không nhiễu loạn chúng sanh. Như kệ nói: người mà không dũng kiện, sanh ở đời mà chi, thân nạn mà không cứu, như người gỗ trên đất. Những lời lẽ không tốt đẹp như thế gọi là lời chê trách người không nhiễu loạn chúng sanh. Các hạng trời và người đều được hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. Thực hành các thiện pháp ấy, thân tâm được an ổn, không có gì phải sợ hãi, không nóng nảy, bứt rứt, được danh dự tốt đẹp, mọi người yêu kính. Ấy là nhắm tới cửa niết bàn, khi mạng chung, thấy phước thì tâm vui mừng, không âu lo, không hối hận. Nếu chưa được niết bàn, thì hoặc được sanh vào thế giới chư Phật, hoặc sanh lên cõi trời. Vì thế nên nói là được hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. Hết cuốn 8 theo bản Hán. Cuốn 9, chương 14, giải thích hiện phổ thân. Kinh: bấy giờ Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử ở trong 3.000 đại thiên thế giới. Đức của Ngài đặc biệt tôn trọng, sắc tướng sáng chói, oai đức cao lồng lộng. Khắp cả 10 phương thế giới chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, giống như núi Chúa Tu Di, sắc sáng chói, thủ thắng đặc biệt, các núi khác không thể sánh bằng. Luận. Hỏi: Phật ra oai lực gì mà ở giữa tất cả các chúng sanh, đức của Ngài đặc biệt tôn trọng, oai đức sáng chói lồng lộng đến như vậy? Như chuyển luân thánh vương, chư thiên thánh nhân cũng có sức lớn, oai đức sáng chói, cớ sao chỉ nói Phật có oai đức đặc biệt tôn quý? Đáp: các thánh hiền ấy tuy có oai đức sáng chói nhưng có hạn lượng, cũng như ngôi sao khi mặt trời đã mọc lên thì lặn mất không hiện. Phật tử vô lượng a tăng kỳ kiếp tập hợp các công đức tất cả đã đầy đủ, vì nhân duyên lớn nên quả báo cũng lớn, các người khác không được như thế. Lại nữa, Phật đời đời tu các khổ hạnh, thường bố thí cho chúng sanh vô lượng vô số đầu mặt tủy não. Đầu chỉ bố thí quốc thành thế tử mà thôi, còn đời đời tu hành đã đầy đủ tất cả các giới, các nhẫn, các tinh tấn, các thiền định và trí tuệ thanh tịnh không thể so sánh, không thể phá hoại, không thể cùng tận. Do năng lực của quả báo ấy mà được oai thần thủ đọc không thể cân lường. Do vậy nên nói, vì nhân duyên lớn nên quả báo cũng lớn. Hỏi:
Nếu phải có thần lực vô lượng, oai đức vải vọi không thể kể hết, thì vì sao còn chịu chín tội báo? Một, bị con gái Phạm Chí tên Tôn Đà Lị hủy báng, 500 A-la-hán cũng bị hủy báng. Hai, bị con gái Bà La Môn tên Chiên Già buộc chiếc bát gỗ làm bụng to giả mang thai để hủy báng Phật. Ba, bị đề bà Đạt Đa Xô Đá từ trên núi xuống đè chân Phật làm bị thương ngón chân cái. Bốn, cây đổ tung chích chân. Năm, vua Tỷ Lưu Ly đem binh sát hại con chó họ Thích, Phật bị đau đầu. 6. Nhận lời mời của Bà La Môn A Tỷ Đạt Đa mà phải ăn lúa ngựa. 7. Bị gió lạnh làm lưng đau. 8. 6 năm khổ hạnh. 9. Đi vào làng Bà La Môn khất thực không được gì, phải mang bát về không. Lại trước và sau đông chí 8 ngày, gió lạnh làm gãy tre, phải tìm ba y để che lạnh. Lại vì bị nóng nên An Nan mới đứng ra quản cho Phật. Những việc nhỏ của thế gian như vậy Phật đều chịu đủ. Nếu Phật có thần lực vô lượng, sắc tướng sáng chói, oai đức vòi vọi giữa 3.000 đại thiên thế giới, cho đến thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng ở phương Đông Nam Tây Bắc, bốn phía trên dưới, vì sao còn chịu các tội báo ấy? Đáp, Phật sanh ở trong loài người có cha mẹ mang thần lực con người, nhưng sức mạnh của một ngón tay còn hơn sức mạnh của Na Do Tha voi trắng. Sức thần thông của Phật vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn. Người con của vua Tịnh Phạn ấy nhàm chán lão bệnh tử khổ mà xuất gia học đạo, người ấy đâu phải thụ tội báo bị lạnh nóng làm khốn bức. Như thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, cho pháp không thể nghĩ bàn thì đâu có các hoạn nạn lạnh nóng. Lại nữa, Phật có hai thân, một là thân pháp tánh, hai là thân cha mẹ sanh. Thân pháp tánh thì đầy khắp mười phương hư không, vô lượng vô biên, sắc tướng đoan chánh, tướng hảo trang nghiêm, sáng chói vô lượng, âm thanh vô lượng, chúng nghe pháp cũng đều khắp hư không. Chúng này cũng là thân pháp tánh, không phải người còn sanh tử thấy được. Thường hiện ra nhiều thân, nhiều danh hiệu, nhiều nơi sanh, nhiều phương tiện để độ chúng sanh, thường độ khắp tất cả, không giây phút ngừng nghỉ. Phật pháp tánh thân như vậy, hay độ mười phương chúng sanh, còn chịu các tội báo, đó là Phật sanh thân. Phật sanh thân thì thứ lớp thuyết pháp như cách thức của con người, thì có hai thứ Phật thân nên có việc chịu tội báo không lỗi. Lại nữa, ngay khi Phật đắc đạo tất cả đều thành tựu, làm sao mà nay thật có quả báo của pháp bất thiện có thể thọ? Chỉ vì thương xót chúng sanh đời vị lai nên Phật hiện phương tiện thọ các tội báo ấy. Lại nữa, như A Nê Lô Đậu cúng đồ ăn cho một vị Bích Chi Phật mà được hưởng thọ báo thọ vui trong vô lượng đời, tâm nghĩ tới uống ăn thì liền có, huống gì Phật đời đời lóc thịt cắt tủy để thí cho chúng sanh mà đi khất thực lại không được gì, phải ôm bát về không. Vì các việc ấy nên biết rằng Phật vì phương tiện độ chúng sanh nên thọ các tội báo ấy. Thế nào là phương tiện thương xót chúng sanh đời vị lai? Năm chúng xuất gia đệ tử Phật vì phước bố thí mỏng nên đi khất thực các thứ cần dùng để nuôi sống không được. Hàng cư sĩ nói, các người áo cơm không có được, có bệnh không trừ được, làm sao có thể đắc đạo giúp ích cho người? Năm chúng hãy đáp lại rằng, chúng tôi tuy không có các việc nhỏ để nuôi thân mà có phước đức lớn của sự hành đạo. Chúng ngày nay chúng tôi chịu khổ là tội báo của thân đời trước, còn công đức của ngày nay sẽ có lợi ích ở tương lai. Đại sư của chúng tôi đi vào làng Bà La Môn khất thực còn không được gì, phải ôm bát chờ bát không trở về. Phật cũng có các bệnh, khi con cháu dòng họ Thích phải trả hết tội, Phật cũng đau đầu. Huống gì chúng tôi là người bậc thấp phước mỏng. Hàng cư sĩ nghe xong tâm hết giận, liền lấy bốn thứ cúng dường để cung cấp cho các tỷ kheo, khiến thân được an ổn, tọa thiền đắc đạo. Ấy là vì Phật vì phương tiện, không phải thật tội thọ báo. Như trong kinh Tỳ Ma La Cật nói, Phật ở nước Tỳ Gia Ly, khi ấy Phật nói với A Nan, trong thân ta phát hơi gió nóng, cần dùng sữa bò, ông ôm bình bát của ta đi xin sữa đem về đây. A Nan ôm bình bát của Phật sáng sớm vào thành Tỳ Gia Ly, đến đứng dưới cửa nhà của một cư sĩ. Lúc ấy Tỳ Ma La Cật đang đi giữa đó, thấy A Nan ôm bình bát của Phật mà đứng, hỏi A Nan rằng, thầy vì sao mà sáng sớm ôm bình bát đứng đây? A Nan đáp, Phật thân hơi bệnh, cần dùng sữa bò, cho nên tôi đến đây. Tỳ Ma La Cật nói, thôi thôi A Nan, chớ hủy báng Như Lai, Phật là Đấng Thế Tôn đã vượt qua tất cả các pháp bất thiện, đâu còn có bệnh. Chớ khiến kẻ ngoại đạo nghe lời nói thô ấy, chúng sẽ khinh Phật mà nói rằng Phật mắc bệnh không tự cứu được thì làm sao cứu người khác. A Nan nói, đây không phải là ý của tôi mà là vâng lời Phật dạy cần dùng sữa bò. Tỳ Ma La Cật nói, đây tuy Phật dạy, sau đó là phương tiện, vì đời ngũ ác trược này nên dùng hình thức ấy để độ thoát hết thảy. Nếu đời vị lai của các tỳ kheo bệnh
sẽ theo hàng cư sĩ để xin thuốc. Hàng cư sĩ nói, các thầy bệnh không tự cứu được, còn đâu cứu được người khác. Các tỷ kheo sẽ nói lại, đại sư của chúng tôi cũng có bệnh, huống thân chúng tôi như cỏ nát mà không bệnh được ư? Vì việc ấy các cư sĩ đem thuốc cung cấp cho tỷ kheo, khiến họ được an ổn mà tọa thiền hành đạo. Có kẻ tiên nhân có thể dùng cỏ thuốc chú thuật để chữa bệnh cho người, huống gì Như Lai đầy đủ tất cả trí đức mà tự thân có bệnh không chữa được sao? Thầy hãy lặng lẽ ôm bình bát lấy sữa mang đi chỗ khác, chớ để các người dị học nghe biết. Vì vậy nên biết Phật vì phương tiện chứ chẳng thật có bệnh. Nhân duyên về các tội báo khác cũng như vậy. Thế nên nói Phật mà đức của Ngài đặc biệt tôn quý, sắc tướng sáng chói, oai đức vời vợi. Kinh. Bấy giờ Thế Tôn dùng thân thường để chỉ thị cho tất cả chúng sanh ở 3.000 đại thiên thế giới này. Lúc ấy, trời thủ đà hội, trời phạm chúng, đúng là trời phạm thế, trời tha hóa tự tại, trời đô xuất đà, trời dạ ma, trời tam thập tam, trời tứ thiên vương và 3.000 đại thiên thế giới. Người với phi nhân lấy các thứ hoa trời, chuỗi anh lạc trời, nước hương trời, hương bột trời, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen hồng trời và hương lá cây trời đem đến chỗ Phật. Luận hỏi: Phật vì sao dùng thân thường để chỉ thị cho hết thảy chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới? Đáp: Phật muốn thuyết đại bát nhã ba la mật nên nhập vào tam muội vương tam muội, rồi từ luân tướng dưới bàn chân chiếu sáng lên đến nơi nhục kế, rực sáng to lớn giống như khi kiếp tận lửa cháy, từ các núi tu di theo thứ tự cháy hết. Ánh sáng ấy biến khắp 3.000 đại thiên thế giới, cho đến thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng ở 10 phương, tất cả đều rất sáng. Chúng sanh trông thấy hết thảy đã đến A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, ấy là thần lực ban đầu khi Phật muốn thuyết đại bát nhã ba la mật. Thứ hai là hết thảy lỗ chân lông đều mỉm cười. Thứ ba là phóng ánh sáng thường, mỗi ánh sáng một trượng. Thứ tư là tướng lưỡi phủ khắp 3.000 đại thiên thế giới mà cười. Thứ năm là nhập vào sư tử du hí tam muội, 3.000 đại thiên thế giới rung động sáu cách. Thứ sáu là Phật ở tòa sư tử hiện thân tối thắng, sắc tượng chói sáng, oai đức cao vòi vọi, lấy thần lực ấy mà cảm động chúng sanh. Những người có lòng tin đều đến được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Trong đó đối với người có lòng nghi thì Phật hiện thân thường, làm cho họ có được tâm tín dài, mà mỗi người đều nói lên rằng nay được thấy đây là chân thân của Phật. Do thần lực của Phật nên người ở trong 3.000 đại thiên thế giới thấy thân thường của Phật, dù ở xa hay gần đều vô ngại. Khi ấy chúng sanh ở 3.000 đại thiên thế giới rất hoan hỷ, nói rằng đây đúng là thân Phật. Lúc Phật mới sinh, lúc Phật mới thành đạo, lúc Phật mới chuyển pháp luân đều dùng thân ấy, suy nghĩ như vậy, ấy đúng là thân Phật. Hỏi sao gọi là trời tịnh cư, trời phạm thế? Đáp: ở đệ tứ thiền có 8 chỗ, 5 chỗ là của Anaham ở gọi là tịnh cư, 3 chỗ là của phàm phu và thánh nhân chung ở. Quả 8 chỗ ấy có chỗ của thập trụ Bồ Tát ở, cũng gọi là tịnh cư, hiệu là vua trời đại tự tại. Trời phạm thế là có 3 nơi sanh: một là trời phạm chúng, chỗ của các tiểu phạm thiên sanh; hai là trời phạm phụ, chỗ của quý phạm thiên sanh; ba là trời đại phạm, nơi của kẻ tu trung danh thiền sanh đến. Lìa hỏi: lìa dục thì đồng nhau, vì sao khi sanh ra có chỗ quý tiện khác nhau? Đáp: sơ thiền có 3 hạng, hạng trung thượng. Nếu tu hạ thiền thì sanh vào phạm chúng, nếu tu trung thiền thì sanh vào phạm phụ, nếu tu trung thiền thì sanh vào đại phạm. Tu hạnh tử cũng như thế. Như Diệu Nhãn Sư suy nghĩ rằng, ta vì mọi người mà thuyết pháp, họ đều sanh trong phạm thiên, ta này không nên sanh đồng một chỗ với đệ tử, ta hãy tu hạnh thượng tử. Do tu thượng tử nên sanh trong đại phạm thiên, lại nữa do tâm thanh tịnh bậc nhất nên sanh trong đại phạm thiên. Hỏi: vì sao đối với 4 thiền ở đây chỉ nói tới sơ thiền và tứ thiền, còn 2 thiền giữa không nói? Đáp: vì bước đầu lìa dục là khó, cuối cùng được vi diệu là khó, còn 2 thiền ở giữa dễ nhập cho nên không nói. Lại nữa, nói phạm thế là đã bao gồm sắc giới, nhưng vì đệ tứ thiền vi diệu nhất cho nên nói riêng. Lại nữa, vì người phần nhiều biết phạm thiên, không biết các cõi trời khác nên chỉ nói phạm thiên, còn tịnh cư thiên thường vì thương xót chúng sanh mà khuyến thỉnh Phật cho nên nói. Lại nữa, Phật thuyết pháp âm thanh thấu đến phạm thiên, lúc Phật đắc đạo, chư thiền chuyển chuyển xứng lên âm thanh cao đến trời tịnh cư, vì vậy nên chỉ nói sơ thiền và tứ thiền, không nói 2 thiền giữa. Lại nữa, phạm thiên gần dục giới nên cần phải nghe, trời tịnh cư là chủ sắc giới cho nên cần phải nghe. Giống như người giữ cửa biết khách đến, khi khách đi đến chủ nó thời chủ biết
Còn các người trung gian là vì vô sự nên không nói đến. Lại nữa, ở nhị thiền thì rất mừng, ở tam thiền thì rất vui, mừng và vui dễ phóng dật, cho nên không nói. Hỏi sao gọi là tha hóa tự tại? Đáp, có trời này chiếm lấy sự biến hóa của người khác để làm vui cho mình, cho nên gọi là tha hóa tự tại. Hóa tự lạc là hóa ra năm trần để tự vui nên gọi là hóa tự lạc. Đầu xuất gọi là tri túc thiên, giả ma gọi là thiện phần thiên, thứ hai là tam thập tam thiên, trời giới thấp hơn hết gọi là tứ thiên vương thiên. Núi Tù Di cao 8 vạn 4 ngàn do tuần, trên có thành của tam thập tam thiên. Bên núi Tù Di có núi gọi là Kiền Đà Ra cao 4 vạn 2 ngàn do tuần. Núi này có 4 chóp, trên chóp đều có thành tứ thiên vương, mỗi trời ở một thành, các trời dạ ma vân vân ở đất bằng 7 báu, có gió cầm giữ nó ở giữa hư không, cho đến trời tịnh cư cũng là như vậy. Các trời như vậy thấy thần Phật thanh tịnh chói sáng trong rạng lớn lao, họ mang các đồ cúng dường, nào là hoa ở trên nước, hoa trên khô, hoa mọc trên đất, thì hoa tu man đề là quý nhất, hoa xanh trong nước thì hoa sen xanh là quý nhất, hoặc hoa của cây, hoa của cỏ mọc lan, các danh hoa ấy đủ các màu sắc lạ, đủ các mùi thơm, họ đều mang hoa trời đi đến chỗ Phật, vì các hoa ấy sắc đẹp, thơm nhiều, mềm mại, trơn mịn, nên lấy để làm đồ cúng dường. Thế nào là hoa trời? Hoa trời thơm tho, mùi thơm bay ngược gió, các chuỗi anh lạc trời thì treo ở trên Phật, hương ở đầm nước trời thì bôi chỗ đất Phật, hương bột trời thì dài lên trên Phật. Hoa sen trời chỉ có hoa xanh, đỏ, hồng, trắng, sao không có vàng? Vàng thuộc hỏa, hỏa thì không thích hợp với hoa mọc ở nước. Hoa sen báu của trời thì cọng bằng lưu ly, đài bằng kim cương, lá bằng vàng diêm phù, na đà, mềm mại mà thơm, cúng với hương lá cây của trời mang đến chỗ Phật. Hỏi, nếu hàng chư thiên cúng dường thì nên cúng hoa trời, còn người và phi nhân làm sao có được hoa trời? Đáp, Phật dùng thần túc phóng ánh sáng lớn, quả đất 6 cách rung động, chư thiên mưa xuống đủ thứ hoa đẹp để cả 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường Phật. Người và phi nhân hoặc lượm lấy hoa ấy để cúng dường Phật. Lại nữa, theo pháp của xứ Thiên Trúc, những thứ vật đẹp đều gọi là thiên vật. Hoa của người và phi nhân ấy tuy không phải là hoa trên trời, nhưng vì nó tốt đẹp nên gọi là hoa trời. Vì vậy nên nói người và phi nhân mang các hoa trời không có lỗi gì. Kinh, lấy các thứ hoa trời cho đến hương lá cây của trời ấy giải lên trên Phật. Luận hỏi, vì sao lấy hoa giải lên trên thân Phật? Đáp, vì cung kính cúng dường, lại ánh sáng Phật chiếu ra ở xa, đều thấy Phật tâm rất vui mừng. Để cúng dường Phật, đều lấy các thứ hoa giải lên trên thân Phật. Kinh, hoa được giải ra để hóa thành đài lớn ở giữa hư không trên 3.000 đại thiên thế giới. Luận hỏi, vì sao hóa làm đài ấy ở giữa hư không? Đáp, hoa được giải ít mà hóa làm đài lớn là để chỉ thị cho chúng sanh biết nhân ít quả nhiều. Hỏi, làm sao đài ở giữa hư không mà không rớt? Đáp, Phật dùng thần lực cuốn chỉ thị cho chúng sanh biết là Phật phước điền. Cúng Phật thì được quả báo không bị mất, cho đến khi thành Phật, phước đó vẫn còn. Kinh, sắc, năm sắc rực rỡ. Các tảng hoa anh lạc ấy, bốn bên đài hoa ấy cho các anh lạc, tảng hoa tạc khắp, đẩy 3.000 đại thiên thế giới. Luận, hỏi, nếu Phật cự có thần lực, vì sao nhân có hoa giải ra mới biến hóa thành đài? Đáp, vì muốn khiến người sanh lòng tin thanh tịnh. Người ấy thấy hoa cúng dường đều biến thành đài lớn thì tâm rất vui mừng, nhân vui mừng nên được phước đức lớn. Kinh, do tảng hoa anh lạc cho nghiêm nên 3.000 đại thiên thế giới này đều thành sắc vàng, và thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng ở 10 phương đều cũng như vậy. Luận, có người nói rằng Chuyển Lơ Thánh Vương làm chủ 4 thế giới, Phạm Thiên Vương làm chủ 1.000 thế giới, Phật là chủ của 3.000 đại thiên thế giới, để cho thấy lời nói ấy không đúng nên Phật biến hóa cho đến thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng ở 10 phương. Kinh, bấy giờ chúng sanh trong 30.000, trong 3.000 đại thiên thế giới cho đến 10 phương, mỗi mỗi tự nghĩ Phật riêng vì ta mà thuyết pháp chứ không vì các người khác. Luận, hỏi, Phật chỉ dùng một thân thể hiện ra giữa 3.000 đại thiên thế giới và 10 phương, nay chúng sanh vì sao lại mỗi mỗi thấy Phật ở trước mặt mình thuyết pháp? Đáp, Phật có 2 thứ thần lực, một là ngồi một chỗ thuyết pháp khiến các chúng sanh ở xa đều thấy, ở xa đều nghe; hai là Phật ở tại một chỗ thuyết pháp có thể khiến mỗi mỗi chúng sanh đều tự thấy Phật ở trước mặt mình thuyết pháp, giống như chỉ một mặt trời mọc lên mà ánh hiện các dòng nước. Lại nữa, chúng sanh không đồng,
Có người thấy thân Phật ở khắp cả 3.000 đại thiên thế giới mà sanh lòng tin thanh tịnh. Lại có người mỗi mỗi thấy Phật ở trước mặt mình thuyết pháp mà sanh lòng tin thanh tịnh, tin ưa vui mừng. Vì vậy nên Phật ở trước mỗi mỗi chúng sanh mà thuyết pháp cho họ. Kinh: Bấy giờ Thế Tôn ở tòa sư tử vui vẻ mà cười, ánh sáng chiếu khắp 3.000 đại thiên đại thế giới. Do ánh sáng ấy, chúng sanh ở trong 3.000 đại thiên thế giới này đều trông thấy Phật và Tăng ở phương đông nhiều như các sông Hằng. Chúng sanh ở trong thế giới nhiều như các sông Hằng ở phương đông kia lại thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và đại chúng ở trong 3.000 đại thiên đại thế giới này. Nam, Tây, Bắc, Phương, bốn phía trên dưới cũng đều như thế. Luận: Hỏi, trước Phật đã nhiều lần phóng ánh sáng, nay vì sao còn phóng ánh sáng ấy? Đáp: Trước phóng ánh sáng, mỗi mỗi đều có việc như trước đã nói. Nay vì chúng hội ở thế giới kia và thế giới này chưa trông thấy nhau, nên dùng thần lực ánh sáng làm cho tất cả đại chúng ở thế giới kia và đây được trông thấy nhau. Hỏi, như trong hàng đệ tử, người có thiện nhãn bậc nhất là Đại A-la-hán A-nê-lô-động. Nếu mà tạm quán thì chỉ thấy được tiểu thiên thế giới, quán kỹ mới thấy được 2.000 thế giới. Đại Bích Chi Phật tạm quán thì chỉ thấy được 2.000 thế giới, quán kỹ mới thấy được 3.000 đại thiên thế giới. Còn nay tất cả mọi người làm sao mà thấy được thế giới chư Phật ở phương đông nhiều như các sông Hằng? Đáp, đó là do thần lực của Phật làm cho được thấy chứ không phải sức của chúng sanh. Dẫu A-la-hán và Bích Chi Phật ở các nơi khác cũng nhờ thần lực của Phật mà thấy được vô hạn, giống như chuyển luân thánh vương bay đi. Hết thảy kẻ tùy tùng và voi ngựa súc vật cũng đều đi theo. Nay do thần lực của Phật, chúng sanh tuy ở chỗ xa cũng được thấy Phật. Lại như do năng lực của Ban Châu Tam Muội, tuy không có được thiên nhãn mà vẫn thấy được mười phương Phật, còn mắt không thấy ngăn ngại. Cũng như khi kiếp tận lửa cháy, hết thảy chúng sanh tự nhiên đều được thiền định, được thiên nhãn, thiên nhĩ. Phật dùng thần lực khiến tất cả chúng sanh đều thấy được từ xa cũng như vậy. Bấy giờ Thế Tôn ở tòa sư tử mà cười, cười như trước đã nói, còn điều chưa nói, ngài sẽ nói. Hỏi, chúng sanh ở phương này, xa thấy ở phương kia là do thần lực của Phật, còn chúng sanh ở phương kia cũng thấy ở bên này là do thần lực ai? Đáp, đó là thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni khiến chúng sanh kia được thấy 3.000 đại thiên thế giới ở phương này, và thấy Phật Thích Ca Mâu Ni cùng tất cả các chúng hội Nam, Tây, Bắc, Phương, bốn phía trên dưới cũng như thế. Chương 15 giải thích mười phương chư Bồ Tát đến. Kinh: Khi ấy qua khỏi thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng ở phương đông, ở bên cùng tận của thế giới kia có thế giới tên là Đa Bảo, Phật hiệu là Bảo Tích. Hiện nay đang vì các Bồ Tát Ma Ha Tát thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi, như Phật đã nói hết thảy thế giới là vô lượng vô biên, sau đây lại nói ở bên cùng tận của thế giới kia? Ở bên cùng tận tức là rơi vào tướng hữu biên. Nếu thế giới hữu biên thì chúng sanh cũng phải hữu tận. Vì sao? Vì mỗi Đức Phật độ hết vô lượng vô số chúng sanh vào vô dư niết bàn, không còn chúng sanh mới, cho nên phải tận. Đáp, thì Phật tuy có nói thế giới là vô lượng, đó là phương tiện nói, chứ không phải thật giáo. Như thật không có thần, mà vì phương tiện nói có thần. Trong 14 nạn ấy, dù nói thế giới là hữu biên hay vô biên đều là tà kiến. Nếu vô biên thì Phật không có nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí tuệ biết cùng khắp không vật gì không biết mới gọi là nhất thiết trí. Nếu thế giới là vô biên thì Phật có thể biết không hết. Nếu thế giới là hữu biên, thời bị lỗi như trước đã nói. Cả hai đều là tà kiến. Vì sao? Vì nương vô biên để phá hữu biên. Thế giới Đa Bảo này chẳng phải là ở tận cùng của hết thảy thế giới, mà là ở bên tận cùng các chúng sanh có nhân duyên được độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giống như ở bên tận cùng của một nước thì không nói là ở bên tận cùng của châu Diêm Phù Đà. Nếu thế giới là vô biên thì Phật không phải là người biết tất cả. Điều này như đã đáp trong đoạn nói về ý nghĩa Phật ở trên kia, cho nên nên biết trí Phật là vô lượng, giống như cái hộp lớn nên nắp cũng lớn. Hỏi, thế giới tên Đa Bảo, bảo có hai thứ là tài bảo và pháp bảo, vì thứ bảo nào nhiều mà gọi là thế giới bảo? Đáp, hai thứ đều có, lại có nhiều Bồ Tát quán chiếu các báu về pháp tánh vân vân. Nói báu này là của đại Bồ Tát có được, dùng làm mũ báu. Ở trong mũ đều thấy chư Phật và liễu đạt tất cả pháp tánh, vì nhiều nên gọi là Đa Bảo. Trong nước ấy có Phật hiệu là Bảo Tích, vì tập hợp các pháp bảo năm cân năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo vô lậu nên gọi là Bảo Tích.
Hỏi: Nếu vậy hết thảy Phật nên gọi là bảo tích. Vì sao chỉ gọi Đức Phật kia là bảo tích? Đáp: Tuy hết thảy chư Phật đều có thứ báu đó, nhưng chỉ Đức Phật kia lấy báu đó làm danh hiệu. Như Di Lặc tên là Từ Thị, chư Phật tuy có lòng từ nhưng chỉ Di Lặc lấy từ làm danh hiệu. Lại nữa, như khi Phật bảo hoa sinh ra, khắp trên thân đều có các thứ hoa sắc sáng chói nên gọi là Thái tử bảo hoa. Như vậy khi Phật nhiên đăng sinh ra, khắp bên thân sáng như đèn nên gọi là Thái tử nhiên đăng. Khi thành Phật cũng gọi là nhiên đăng, tên cũ là Đỉnh Quang Phật. Phật bảo tích cũng như vậy, có thể khi mới sanh cũng có nhiều bảo vật sanh ra, hoặc từ đất sanh, hoặc từ trời mưa các thứ hoa báu tập hợp nên gọi là bảo tích. Hỏi: Chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không có 10 phương Phật. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có oai lực vô lượng, có thể độ hết thảy chúng sinh, không còn có Phật khác? Như nói, A Nan nhất tâm suy nghĩ rằng, quá khứ các Đức Phật bảo hoa nhiên đăng vân vân đều sanh vào đời tốt đẹp, thọ mạng rất lâu, mới có thể độ tất cả chúng sanh. Còn nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào đời ác, thọ mạng ngắn ngủi, chắc không thể nào độ tất cả đệ tử ư? Vì có tâm nghi ngại như vậy, nên Phật liền biết điều mà tâm A Nan đang suy nghĩ. Cho nên ngay khi mặt trời mọc, Phật nhập vào nhật xuất tam muội, bấy giờ tất cả các lỗ chân lông trên thân Phật xuất ra các ánh sáng, cũng như quanh mặt trời xuất ra ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu khắp cõi Diêm Phủ Đề, khắp rồi chiếu đến bốn thiên hạ, chiếu bốn thiên hạ khắp rồi chiếu đến 3.000 đại thiên thế giới, chiếu 3.000 đại thiên thế giới khắp rồi chiếu đến 10 phương vô lượng thế giới. Khi ấy từ bên rốn của Thế Tôn xuất ra các hoa sen báu, như kệ nói: Cọng lưu ly sáng xanh, ngàn cánh sắc hoàng kim, kim cương làm đài hoa, hổ phách trang nghiêm hoa, mềm mại không cong thô, nó cao hơn 10 trượng, cọng lưu ly xanh biếc dựng ở giữa rốn Phật, cánh nó rộng mà dài, sắc đẹp giữa bạch quang, vô lượng báu trang nghiêm, hoa ấy có ngàn cánh, sắc hoa đẹp như vậy từ rốn Phật sanh ra. Trên bốn đài hoa ấy tỏa báu ánh mặt trời, mỗi mỗi các tòa báu, mỗi tòa có Phật ngồi như núi vàng bốn chóp, sáng chói đồng như một. Từ giữa rốn bốn Phật đều hiện vào sen đẹp, trên cọng có tòa báu, mỗi tòa đều có Phật. Từ giữa rốn Phật ấy chuyển chuyển hiện hoa báu, mỗi hoa đều có tòa, mỗi tòa đều có Phật. Chuyển chuyển hóa như vậy cho đến trời tịnh cư. Nếu muốn biết gần xa, hãy lấy ví dụ nói, một viên đá vuông lớn, cao rộng như núi lớn, từ trên thả rơi xuống, đi thẳng không chi ngại, vạn 83 năm dòng, số năm lâu như vậy, nó mới thấu đến đất. Ở giữa hai khoảng ấy đầy đủ có hóa Phật, ánh sáng ngàn lớn thịnh, hơn mặt trời, mặt trăng. Có Phật thân ra nước, cũng có thân ra lửa, hoặc hiện đi kinh hành, có khi ngồi tĩnh mặc. Có Phật đi khất thực để phước cho chúng sanh, hoặc là thuyết kinh pháp, có khi phóng ánh sáng, hoặc đến ba đường ác, địa ngục băng tối lửa, hỏa khí trừ giá rét. Ánh sáng chiếu ngục tối, chỗ nóng cho gió mát, tùy việc cứu khổ nó, an ổn không hoạn nạn. Độ thoát bằng pháp là các thứ phương tiện như vậy. Một lúc có thể độ liền 10 phương vô lượng chúng sanh, độ chúng sanh rồi trở lại vào bổn xứ, ở giữa rốn Phật. Bấy giờ Thế Tôn từ nhật xuất tam muội dậy hỏi A Nan rằng, ông thấy sức thần thông của tam muội này không? A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Lại bạch Phật rằng, nếu Phật trụ thế thì đệ tử được độ trong một ngày có thể đầy đủ hư không? Huống gì trụ thế hơn 80 năm? Vì vậy nên nói, một Đức Phật có công đức và thần lực vô lượng, hiện tại hóa độ 10 phương, không có Phật khác. Lại nữa, như Phật nói, nữ nhân không được làm trưởng lớn thánh vương, không được làm Phật, không được làm đế thích thiên, ma vương, phạm vương, không được làm Phật, không được có hai trưởng lớn thánh vương cùng cai trị một chỗ. 10 phương Thế Tôn cũng không có hai Phật cùng xuất hiện một đời. Lại Phật nói, Phật nói không hư dối, một đời không có hai Phật, một pháp khó gặp nhất đó là Phật Thế Tôn. Vô lượng ức kiếp lâu lâu mới có một, trong 91 kiếp, 3 kiếp có Phật. Kiếp thứ 91 trước hiển kiếp ban đầu có Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, tổng dịch là Trùng Trùng Kiến. Trong kiếp thứ 31 có hai Đức Phật, một hiệu là Thi Khí, tổng dịch Đại, một hiệu là Tỳ Thứ Bà Phụ, Tỳ Xá Phụ, tổng dịch Nhất Thiết Trùng. Trong hiển kiếp có bốn Đức Phật, một hiệu là Kala Kiu Sanda Câu Lưu Tôn, hai hiệu là Kana Già Mâu Ni Câu Na Hàm Mâu Ni tẩu dịch Kim Tiên Nhân, ba hiệu là Ca Diếp, bốn hiệu là Thích Ca Mâu Ni,
Ngoài ra các kiếp khác không có Phật rất đáng thương xót. Nếu có 10 phương Phật, cớ sao nói các kiếp khác không có Phật rất đáng thương xót? Đáp: Tùy Đức Phật Thích Ca có thần lực vô lượng hay biến hóa làm Phật ở 10 phương để thuyết pháp phóng ánh sáng độ chúng sanh, cũng không thể độ hết chúng sanh vì bị rơi vào hữu biên, thời không còn có Phật ở vị lai vậy. Nhưng vì chúng sanh không tận cho nên còn có các đức Phật khác. Lại nữa, ông nói Phật tự thuyết các nữ nhân không được làm 5 việc, hai trưởng đơn thánh vương không được đồng thời xuất hiện, Phật cũng như vậy, cùng trong một đời không có hai Phật. Ông không hiểu nghĩa này. Phật có hai, có nghĩa để hiểu, có nghĩa sâu xa khó hiểu. Như khi Phật sắp vào Niết Bàn nói với các tỳ kheo: Từ nay nên nương theo pháp, không nên nương theo người, nên nương theo nghĩa, không nên nương theo ngữ, nên nương theo trí, không nên nương theo thức, nên nương theo kinh liễu nghĩa, không nên nương theo chừa liễu nghĩa. Nương theo pháp là pháp có 12 loại, nên nương theo pháp ấy, không nên nương theo người. Nương theo nghĩa là trong nghĩa không có sự tranh cãi về tốt xấu, tội phúc, hư thật. Ngữ là để được nghĩa, nghĩa không phải ngữ. Nhưng người lấy ngón tay chỉ mặt trăng để bảo cho người mê muội, nhưng người mê muội lại thấy ngón tay mà không thấy mặt trăng. Người kia lại nói với nó rằng: Ta lấy ngón chỉ mặt trăng là để cho ngươi biết mặt trăng, sao ngươi lại thấy ngón tay mà không thấy mặt trăng? Đây cũng như thế, ngữ để chỉ nghĩa, nghĩa không phải là ngữ, vì vậy không nên nương theo ngữ. Nương theo trí là trí hay so lường phân biệt thiện ác, còn thức thì thường tìm vui, không vào được đạo chánh, cho nên nói không nên nương theo thức. Nương theo kinh liễu nghĩa là trong các người có nhất thiết trí thì Phật là bậc nhất, trong tất cả các kinh thơ thì Phật pháp là bậc nhất, trong tất cả chúng thì chúng tỳ kheo tăng là bậc nhất. Bồ Tát bố thí thì được phước lớn, giữ giới được sanh thiên, như vậy vân vân là kinh liễu nghĩa. Nhân nói pháp sư thuyết pháp có 5 điều lợi: một là phước lớn, hai là được người ưa mến, ba là đoan chánh, bốn là danh tiếng, năm là sau được niết bàn, ấy là kinh chưa liễu nghĩa. Vì sao chưa liễu? Vì bố thí được phước lớn, ấy là rõ ràng dễ hiểu, còn thuyết pháp thì không có tài vật mà nói là được phước. Được phước đây là người thuyết pháp dùng nhiều cách tán thán sự bố thí để phá lòng sân tham của người, cũng trừ lòng sân tham của mình, cho nên nói là chưa liễu. Đây là phần nhiều dẫn những lời phương tiện trong kinh chứ không phải thật nghĩa. Trong kinh ấy tuy Phật nói đời không có hai Phật cùng xuất hiện, mà không nói trong tất cả 10 phương thế giới không có hai Phật. Tuy nói đời không có hai trưởng luân thánh vương, mà cũng không phải nói trong tất cả 10 phương 3.000 đại thiên thế giới không có, mà chỉ nói trong thế giới 4 thiên hạ không có hai trưởng luân thánh vương. Do tạo phước thanh tịnh nên một mình làm vua một thế giới, không có các oán địch. Nếu có hai vua thì không gọi là thanh tịnh. Tuy Phật không có tâm tật đố, nhưng vì hạnh nghiệp đời đời thanh tịnh nên cũng không có hai Phật xuất hiện trong một thế giới. Trong ức núi Tu Di, trong ức mặt trời mặt trăng gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy 10 phương hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới gọi là một Phật thế giới, trong đó không còn có các Phật khác. Thật chỉ có một Phật Thích Ca Mâu Ni, trong một Phật thế giới ấy thường hóa làm các Phật, các pháp môn, các thân hình, các nhân duyên, các phương tiện để độ chúng sanh. Như vậy nên trong kinh Đa Chỉ nói trong một đời một thế giới không có hai Phật, mà không nói 10 phương không có Phật. Lại nữa, như ông nói một việc khó gặp đó là Phật Thế Tôn, lại nói trong 91 kiếp 3 kiếp có Phật, các kiếp khác không có Phật rất đáng thương xót. Phật vì hạng người tội nặng không gieo trồng thiện căn thấy Phật đó, nên nói Phật ra đời khó gặp như hoa cây ưu đàm bát la, lâu lâu mới có một lần. Người có tội nặng cũng như vậy, luân chuyển trong ba đường ác, hoặc sanh ở trong cõi người có trời mà gặp lúc Phật ra đời, người kia cũng không được thấy Phật. Như nói chín ước nhà trong thành xá vệ, có ba ước nhà tận mắt trông thấy Phật, ba ước nhà tai nghe có Phật mà mắt không thấy, ba ước nhà thì không nghe cũng không thấy. Phật ở tại xá vệ 25 năm mà các chúng ấy còn không nghe không thấy, huống là ở xa. Lại nữa, Phật và A Nan đi vào thành xá vệ khất thực. Bấy giờ có một bà già nghèo đứng ở đường. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người ấy đáng thương, xin Phật độ cho. Phật nói với A Nan: Người ấy không có nhân duyên. A Nan thưa: Phật đi đến gần, người ấy trông thấy tướng hảo quang minh, ắt phát tâm hoan hỉ, lấy đó làm duyên. Phật đi đến gần, người ấy liền xoay lưng lại với Phật. Phật đi qua cả bốn phía, người ấy liền cả bốn phía xoay lưng lại với Phật mà ngước mặt lên trời. Phật từ trên đi xuống thì lại cúi mắt xuống đất. Phật từ dưới đất hiện lên thì lấy hai tay che mắt không chịu thấy Phật. Phật nói với A Nan: Còn muốn là nhân duyên gì nữa? Có hạng người như vậy,
không có nhân duyên đắc độ nên không được thế Phật. Vì vậy nên Phật nói, này A Nan, Phật có gặp như hoa ưu đàm bát la, giống như nước mưa tuy nhiều khắp nơi đều có được, mà ngạ quỷ thường chịu khát không thể uống được. Ông nói trong 91 kiếp chỉ 3 kiếp có Phật, đó là nói ở trong một Phật thế giới chứ không phải tất cả các thế giới khác. Nói chỗ này kiếp trống không, không có Phật xuất thế, thật đáng thương xót. Đó cũng là nói ở trong một Phật thế giới này, chứ không phải trong tất cả các thế giới khác. Vì vậy nên biết có 10 phương Phật. Lại nữa, trong Pháp Thành Văn có nói 10 phương Phật mà tự ông không hiểu. Như trong Kinh Tạng A Hàm nói, thí như mưa lớn liên tục, từng giọt không ngừng, chẳng thể nào đếm hết. Phật thế giới cũng như vậy, ta thấy ở phương đông vô lượng thế giới, có thế giới đang thành, có thế giới đang trụ, có thế giới đang hoại, số lượng rất nhiều, không phân biệt nổi. Như vậy cho đến 10 phương vô lượng chúng sanh, trong 10 phương thế giới đó, có 3 thứ khổ về thân là già bệnh chết, 3 thứ khổ về tâm là dâm sân si, 3 thứ khổ về đời sau là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tất cả thế giới đều có 3 hạng người, hạng trung thượng. Hạng hạ nhân thì đắm say cái thú vui hiện tại, hạng trung nhân thì đắm say cái thú vui đời sau. Hạng thượng nhân thì cầu đạo, có tâm từ bi thương xót chúng sanh, đã có nhân duyên, làm sao không có quả báo. Phật nói, nếu đời không có già bệnh chết thì Phật không ra đời. Người ấy nhận thấy chúng sanh bị già bệnh chết khổ não mà trong tâm phát nguyện, ta sẽ làm Phật để độ thoát chúng sanh, dứt trừ tâm bệnh, cứu vớt sự khổ đời sau cho chúng sanh. Như vậy 10 phương thế giới đều có nhân duyên có Phật ra đời. Cứ sao chỉ nói chỗ này có Phật, các chỗ khác không có. Giống như có người nói, có cây không lửa, có đất ẩm không có nước là điều không thể tin được. Phật cũng như vậy, chúng sanh thân có cái khổ già bệnh chết, tâm có các khổ dâm sân si, Phật vì dứt 3 thứ khổ đó khiến được chứng tam thừa cho nên xuất hiện ở đời. Trong tất cả thế giới đều có các khổ đó, làm sao lại không có Phật. Lại nữa, người mù vô số mà chỉ nói cần một thầy thuốc thế thì cũng không đúng, vì vậy nên phải nói phải có 10 phương Phật. Lại nữa, trong trường A Hàm có kinh nói, có quỷ thần vương giữ phương Bắc với 100.000 vạn quỷ thần rất đông, cuối đêm đi đến chỗ Phật, đổ mặt lễ chân Phật rồi đứng một bên, phóng ra ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp rừng kỳ hoàn, làm cho sáng rực, chắp tay tán Phật, nói hai bài kệ rằng: Tôi quỳ mạng bậc đại tinh tấn trong loài hai chân Phật trên cả, bậc có mắt trí tuệ thấy hết, chư thiên không hiểu trí tuệ ấy, Phật quá khứ vị lai hiện tại, tôi đều cúi đầu lễ tất cả, như vậy tôi nay quy mạng Phật, cũng như cung kính Phật ba đời. Trong bài kệ như vậy có 10 phương Phật, quỷ thần vương cúi đầu lễ Phật ba đời rồi sau mới riêng quy mạng Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có 10 phương Phật hiện tại thì hãy nên chỉ nói quy mạng Phật Thích Ca Mâu Ni, không nên nói chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, cho nên nói có 10 phương Phật. Lại nữa, đời quá khứ có vô lượng Phật, đời vị lai cũng có vô lượng Phật, vì vậy nên hiện tại cũng phải có vô lượng Phật. Lại nữa, nếu Phật ở trong Pháp Thanh Văn mà nói có 10 phương vô số vô lượng Phật thì chúng sanh sẽ nói Phật dễ được học, rồi không chịu siêng năng cầu giải thoát. Nếu không gặp Phật này sẽ gặp Phật kia, cứ như vậy không cần cầu độ thoát. Cũng như nay khi chưa bị bắn, thầy không biết sợ hãi, khi bị bắn rồi mới sợ hãi chạy quanh tìm lối thoát. Người cũng như vậy, có bị khổ già bệnh chết, nên nghe nói chỉ có một Đức Phật rất khó gặp được thì tâm liền sợ hãi, xin tu hành tinh tấn cho mau được thoát khổ. Vì vậy nên Phật ở trong Pháp Thanh Văn không nói có 10 phương Phật, cũng không nói không. Nếu có 10 phương Phật mà ông nói không thì bị tội vô hạn. Nếu không có 10 phương Phật mà tôi nói có, ông liền sanh tâm tưởng niệm vô lượng Phật thì được phước cung kính. Vì cớ sao? Do nhân duyên của thiện tâm mà được phước đức lớn. Ví như từ tâm ta muội có sức, xem tất cả chúng sanh đều muốn thấy họ thọ vui, tuy không có lợi ích thật, nhưng vì tâm từ quán nên người ấy được vô lượng phước. Tưởng niệm 10 phương Phật cũng như vậy, nếu thật có 10 phương Phật mà nói không thì bị vô lượng trọng tội phá hoại 10 phương Phật. Vì sao? Vì phá hoại sự thật. Người con mắt thì tuy không biết nhưng tâm tin mà nói có thì phước ấy vô lượng. Nếu thật có Phật mà trong ý lại nói không thì tội ấy rất nặng. Người tự dụng tâm còn phải tin là có, huống gì Phật tự nói trong Đại Thừa rằng thật có 10 phương Phật mà lại không tin ư? Hỏi, nếu có 10 phương vô lượng Phật và các Bồ Tát nơi chúng sanh phần nhiều đang bị đọa trong ba ác đạo, sao lại không đến độ? Đáp, vì chúng sanh tội nặng, Phật Bồ Tát tuy đến cũng không thấy. Lại Pháp Thân Phật thường phóng ánh sáng,
Thường nói pháp mà vì tội chướng cho nên không thấy không nghe, giống như mặt trời mọc mà người mù không thấy, sấm sét dậy đất mà người điếc không nghe. Như vậy pháp thân Phật thường phóng ánh sáng, thường thuyết pháp mà chúng sanh vô lượng kiếp tội cấu sâu dày nên không thấy không nghe. Cũng như gương sáng nước trong xoay mặt vào thời thấy, còn nước cấu bẩn bất tịnh che tối thời không trông thấy. Như vậy chúng sanh thanh tịnh thời thấy Phật, nếu tâm không thanh tịnh thời không thấy Phật. Này tuy thật có 10 phương Phật và các Bồ Tát đến độ chúng sanh mà chúng sanh không thấy được. Lại nữa, như Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong châu Diêm Phủ Đề, sanh tại nước Ca Tỷ Na Vệ, phần nhiều du hành 6 thành lớn ở Đông Thiên Trúc, có khi bay đến Nam Thiên Trúc, đến nhà cư sĩ Ức Nhĩ để thọ cúng dường, có khi tạm đến nước Nguyệt Chi ở Bắc Thiên Trúc hàng Phục Long Vương A Ba La La. Lại đến thành phía tây nước Nguyệt Chi hàng Phục Nữ La Sát, Phật ở trong hang đá của La Sát một thời gian, đến nay bóng Phật đang còn. Có người đi vào trong xem thì không thấy, ra ngoài ở xa nhìn vào thì thấy tướng ánh sáng như Phật. Có khi tạm bay đến núi của tiên nhân Lê Bạt Bà nước Kế Tân, trụ giữa hư không mà hàng phục tiên nhân ấy. Tiên nhân nói, tôi vui ở trong đây, xin Phật cho tóc và móng tay của Phật để dựng tháp cúng dường. Tháp nay vẫn còn, dưới núi này có chùa Ly Việt nên gọi là Lệ Bạt Đà. Người đồng sanh với Phật trong một nước mà không phải ai cũng thấy, huống là ở chỗ khác. Vì vậy nên không thể do không thấy 10 phương Phật mà nói là không có. Lại nữa, Di Lặc Bồ Tát có tâm đại từ bi mà chỉ ở thiên cung không đến xứ này, có thể vì không đến mà nói không có Di Lặc ư? Di Lặc ở gần mà không đến không cho là quái lạ, 10 phương Phật ở xa không đến đâu đủ cho là quái lạ. Lại nữa, 10 phương Phật không đến vì chúng sinh tội cấu sâu nặng, không gieo trồng công đức thế Phật cho nên Phật không đến. Lại nữa, khi Phật biết tất cả chúng sanh thuận thục kết sự mỏng, vậy sao mới đến độ? Như kẻ nói, chư Phật trước xem biết có người dùng hết phương tiện không độ được, có người khó độ, người dễ độ, hoặc có người chậm, có người mau, hoặc dùng ánh sáng hoặc thần thông, các cách nhân duyên độ chúng sanh. Người muốn tác nghịch Phật thương cứu, hoặc muốn tác nghịch Phật không ngăn. Chúng cường khó hóa dùng lời thô, tâm thuần dễ độ dùng lời dịu, tuy có tâm từ bi bình đẳng, biết thời trí tuệ dùng phương tiện. Vì vậy nên 10 phương Phật tuy không đến mà không nên nói là không có. Lại nữa, Phật có trí tuệ lực, phương tiện thần thông, các A-la-hán như Xá Lợi Phất, Đại Bồ-Tát như Di Lặc còn không thể biết, huống gì người phàm. Lại nữa, chư Phật Đại Bồ-Tát, khi chúng sanh bị cấp nạn như sợ hãi, nhất tâm niệm đến, thì hoặc thời đến cứu độ, như ở phía tây nước Đại Nguyệt Chi, trong một xứ Phật có người bị bệnh phong lát, đi đến bên tượng Biến Các Bồ Tát, nhất tâm tự quy y niệm tưởng công đức của Biến Các Bồ Tát viện trừ bệnh ấy. Khi ấy Biến Các Bồ Tát liền lấy tay phải sáng chói quý báu to lớn xoa trên thân người kia, bệnh liền được lành. Lại trong một nước có vị tỳ kheo tu ở chốn A Lan Nhã đọc lớn kinh Đại Thừa, vị quốc vương nước đó thường chải tóc để ngài bước lên mà đi. Có vị tỳ kheo nói với vua rằng, người ấy Ma Ha La không tụng kinh nhiều, cớ sao vua cúng dường lớn lao như thế? Vua nói, ta một hôm giữa đêm muốn gặp vị tỳ kheo ấy, để đi đến chỗ ngài ở thì thấy vị tỳ kheo ở trong động tụng kinh Pháp Hoa, và thấy một người sắc vàng sáng chói cưỡi voi trắng chắp tay cúng dường. Ta đi dần đến gần thì biến mất. Ta hỏi đại đức, vì sao tôi đến mà người sắc vàng sáng chói biến mất ư? Vị tỳ kheo đáp, đó là Bồ Tát Biến Các. Bồ Tát Biến Các tự nói rằng, có người nào đọc kinh Pháp Hoa thầy ta sẽ cưỡi voi trắng đi đến giáo đạo. Vì tôi tụng kinh Pháp Hoa nên Bồ Tát Biến Các tự đến. Biến Các trong kinh Pháp Hoa gọi là Phổ Hiền. Lại, tại một nước có vị tỳ kheo đọc kinh A-di-đà và Đại Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy khi sắp chết nói với đệ tử rằng, Phật A-di-đà cùng với đại chúng của ngài đồng đi đến. Tức thời vị ấy cử động thân tự quy y Phật, giây lát mạng chung. Sau khi mạng chung, đệ tử chất củi hỏa thiêu, ngày mai bừa trong đống cho thế lưỡi không cháy. Do tụng kinh A-di-đà Phật mà thấy Phật đi đến, do tụng Bát Nhã Ba La Mật mà lưỡi không cháy. Đó là do việc hiện rõ trong đời nay, như trong kinh nói việc chư Phật Bồ Tát hiện đến rất nhiều. Như vậy nơi nào có người tội cấu và kết sự mỏng mà biết nhất tâm niệm Phật với lòng tin thanh tịnh không nghi ngờ thì chắc được thấy Phật, không bao giờ hư dối. Do các nhân duyên ấy biết thật có 10 phương Phật. Kinh: bấy giờ ở thế giới kia có vị Bồ Tát tên là Phổ Minh. Luận: nghĩa của Bồ Tát như đã nói ở trong chương Tán Thán Bồ Tát. Hỏi:
sao gọi là phổ minh? Đáp, ánh sáng Ngài thường chiếu cả thế giới nên gọi là phổ minh. Kinh, thấy ánh sáng lớn ấy, thấy quả đất rung động lớn, lại thấy thân Phật đi đến chỗ Phật bảo tích, bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay vì nhân duyên gì mà có ánh sáng ấy chiếu đến thế gian, quả đất rung động lại thấy thân Phật? Luận, đất rung động ánh sáng thân Phật như trước đã nói. Hỏi, phổ minh Bồ Tát ấy là bậc tối tôn nhất trong các Bồ Tát thì phải tự biết nhân duyên, cớ sao lại hỏi? Đáp, phổ minh Bồ Tát ấy tuy lớn nhưng không thể biết được trí tuệ thần lực của chư Phật. Giống như ánh sáng mặt trăng tuy lớn nhưng mặt trời xuất hiện thì biến mất, vì vậy nên hỏi Phật. Lại nữa, Bồ Tát thường muốn thấy Phật, tâm không chán đủ, không nhân duyên còn muốn thấy Phật, cũng gì có nhân duyên lớn. Lại nữa, việc ấy không nên nghi ngờ, vì như châu nghé đi theo mẹ thì có gì quái lạ, lại như tiểu vương triều yết đại vương, lẽ phải như vậy. Các đại Bồ Tát cũng như thế, vì được lợi ích lớn nên thường muốn theo Phật. Bồ Tát ấy thấy việc ấy, tâm liền biết rõ đó chắc là việc lớn, thấy vô số vô lượng thế giới đều trông thấy nhau, vì thế cho nên hỏi. Lại nữa, có người nói, Bồ Tát ấy tự có thần lực biết được, cũng là do thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni làm cho biết. Chỉ vì các tiểu Bồ Tát không biết hỏi, cho nên hỏi Phật. Các tiểu Bồ Tát chưa trừ hết sợ hãi khổ nạn, không thể hỏi Phật. Thế nên, vì họ mà hỏi, phổ minh Bồ Tát ấy xuất hiện ở thế giới này, cùng với các tiểu nam tử, tiểu nữ nhân. Nên biết họ không thể hỏi. Nên vì họ mà hỏi, giống như voi lớn có thể xô ngã cây to để cho các voi nhỏ được ăn cành lá, cho nên hỏi Phật. Thưa Đại Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có ánh sáng này, quả đất rung động lớn, lại thấy thân Phật? Hết quyển 9 theo bản Hán. Cuốn 10. Kinh Phật Bảo Tích trả lời Phổ Minh rằng, thiện nam tử, qua khỏi thế giới, nhiều như các sông Hằng ở về phương Tây, có một thế giới tên là Ta Bà, trong ấy có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát, Ma Ha Tát, ấy là thần lực của Ngài. Luận, hỏi, Phật cũng như núi Tu Di không bị sóng nước biển cả lay động, nay vì sao đáp lời Phổ Minh hỏi? Ấy là tướng lay động, nhiếp tâm thời không nói, tán tâm thời có nói. Nói Pháp là từ giác quán phát sinh, giác quán là việc thô, Phật không nên có việc thô ấy. Đáp, Phật tuy đã nhập sâu thiền định, không bị thế sự làm động, nay vì tâm đại từ bi thương xót chúng sanh mà thuyết pháp đoạn trừ nghi ngờ cho họ. Như núi Chúa Tu Di, gió nhỏ không thể lay động, nếu có gió tùy lam thổi đến thời mới rung động mạnh. Phật cũng vậy, khi có ngọn gió đại từ bi thổi đến thời bị thương xót mà tâm động, phân tán thân ra vô số đi vào năm đạo để giáo hóa chúng sanh, hoặc làm thân trời cho đến thân súc sanh. Lại nữa, thật sự Phật không động, Ngài thường nhập định, do nhân duyên phước đức đời trước mà toàn thân phát ra tiếng, ứng tiếp các vật như tiếng vang, cũng như nhạc trời tự dưng phát ra tiếng. Lại như Ngọc Mani, tùy theo người muốn gì cho nấy. Nếu muốn áo mặc, uống ăn, thuốc thang, tùy ý cần dùng, tự nhiên đều có được. Phật cũng như thế, từ trong lỗ chân lông kia, trên thân Ngài tự nhiên có tiếng, tùy tâm thuyết pháp, trong ấy Phật không hề nghĩ tưởng, cũng không phân biệt. Như trong kinh thuyết Mật Tích Kim Cang nói, Phật có ba sự bí mật là thân mật, ngữ mật, ý mật. Tất cả chư thiên loài người đều không hiểu, không biết. Trong một hội chúng sanh, mà hoặc có người thấy thân Phật sắc hoàng kim, sắc bạch ngân hoặc các tạp sắc. Có người thấy thân Phật cao một trượng sáu thước, hoặc thấy một dặm, mười dặm, trăm ngàn vạn ước cho đến vô biên vô lượng khắp cả hư không như thế, vân vân, gọi là thân mật. Về ngữ mật là có người nghe âm thanh của Phật tỏa xa một dặm, có người nghe mười dặm, trăm ngàn vạn ước vô số vô lượng khắp cả hư không trong một hội chúng, mà hoặc có người nghe thuyết về bố thí, có người nghe thuyết về trì giới, có người nghe thuyết về nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Như vậy cho đến 12 bộ kinh, 8 vạn pháp tụ, mỗi mỗi tùy tâm mà nghe, ấy gọi là ngữ mật. Bấy giờ Mục Liên tâm suy nghĩ muốn biết âm thanh của Phật gần hay xa, để dùng sức thần túc của mình đi qua ngàn vạn ước thế giới, Phật mới dừng nghỉ, vẫn nghe âm thanh Phật, cũng như ở gần không khác. Nơi thế giới dừng chân ấy, đang là bữa ăn của Phật và đại chúng. Người cõi này thấy Mục Liên ôm bỉnh bát đứng, các đệ tử của Phật này hỏi Phật của họ rằng, người này như đầu con sâu từ đâu đến, lại khoác áo sa môn mà đi vậy? Phật này trả lời, chớ khinh người ấy, ở về phương Đông qua khỏi vô lượng Phật thế giới, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Người ấy là đệ tử có thần túc của Phật ấy. Phật này lại hỏi, Mục độ già lược tử,
sao ông lại đến đây? Mục Liên thưa, con vì tìm âm thanh của Phật cho nên đến đây. Đức Phật bảo Mục Liên, ông tìm âm thanh của Phật qua vô lượng ức kiếp cũng không thể tìm ra được biên tế của nó. Lại nữa, Phật ra đời là để dứt bỏ nghi ngờ cho chúng sanh, cho nên thuyết pháp cho họ. Điều ấy không nên cạn hỏi. Ông không nên hỏi mặt trời tại sao lại trừ bóng tối. Phật cũng như vậy, không nên hỏi Phật vì sao mà trả lời. Hỏi các Phật giác ngộ bằng nhau nên gọi là đẳng giác. Này vì sao bảo đó là thần lực của Phật kia? Đáp, chỉ cho thấy là không có tôi ta kia đây, vì để dệt tật đố kiêu mạn vậy. Lại nữa, thế giới có được các vị trời thường mong cầu sự tôn trọng hơn cả, vì kiêu mạn mà tự nói rằng trời, đất, người, vật đều do ta biến hóa ra. Như Phạm Thiên Vương nói với các Phạm Thiên rằng, ta tạo ra các ngươi. Trời Tỷ Nữ nói, ở thế gian mà có kẻ rất giàu sang danh tiếng, đều là một phần sức mạnh oai đức của thân ta. Ta có thể thành tựu thế gian, cũng có thể phá hoại thế gian. Oai đức thế gian đều do ta làm. Vì có các trời như vậy nên họ phá pháp tướng nhân duyên, cho nên nói đó là thần lực của Phật kia. Kinh, bây giờ Phổ Minh Bồ Tát bạch Phật bảo Thích rằng, bạch Thế Tôn, con nay sẽ đến thăm Phật Thích Ca Mâu Ni để lễ bái cúng dường và thăm các vị đại Bồ Tát là những vị kế thừa tôn vị đều đã chứng được Đà La Ni, và các tam muội ở trong các tam muội đều được tự tại. Luận hỏi, sự trì giới, thiền định, trí tuệ và độ người của chư Phật đều như nhau, Bồ Tát Phổ Minh ấy tại sao còn muốn đến thăm Phật Thích Ca Mâu Ni? Đáp, các Bồ Tát thường muốn thăm Phật không biết nhàm chán, nghe pháp không biết nhàm chán, thấy các Bồ Tát không biết nhàm chán. Các Bồ Tát đều nhàm chán đối với pháp thế gian, mà đối với ba việc trên, tâm không hề biết nhàm chán. Như thủ cư sĩ từ trên cõi trời tịnh cư, đi đến muốn thấy Phật, nhưng vì thân ông quá vi tế, giống như sữa lỏng không tụ lại trên mặt đất. Phật nói với thủ cư sĩ rằng, ông hãy hóa làm thân thô quá sắc tướng của mặt đất này. Cư sĩ liền như lời Phật dạy, hóa làm thân thô quán niệm tướng đất, rồi đầu mặt lễ chân Phật, đứng qua một bên. Phật hỏi cư sĩ, ông có bao nhiêu việc không nhàm chán mà được sanh trong cõi trời tịnh cư? Bạch rằng, con có ba sự không nhàm chán mà được sanh lên cõi trời tịnh cư. Một, thấy Phật để cúng dường không nhàm chán. Hai, nghe pháp không nhàm chán. Ba, cung cấp cho chúng tăng không nhàm chán. Cũng như lúc Phật ở tại Diêm Phủ Đề, bốn bộ chúng thường đi theo Phật để nghe pháp hỏi pháp. Chư thiền tịnh cư chúng con cũng thường theo con để nghe pháp hỏi pháp. Hàng thành phần còn nghe pháp không biết nhàm chán, huống hàng Bồ Tát pháp tánh thân. Vì cớ sao Phổ Minh Bồ Tát đến thăm Phật Thích Ca Mâu Ni và thăm các Bồ Tát Ma Ha Tát ở đó, là những vị kế thừa tôn vị đều đã chứng được Đà La Ni và các tam muội. Như trong chương 8 Bồ Tát trước kia đã nói, đã được tự tại đối với các tam muội. Hỏi, như Phật là một người đã được tự tại trong hết thảy tam muội, sao lại nói Bồ Tát cũng được tự tại trong hết thảy tam muội? Đáp, có hai thứ tam muội, một là tam muội của Phật, hai là tam muội của Bồ Tát. Các Bồ Tát ấy được tự tại đối với Bồ Tát tam muội, chẳng phải đối với Phật tam muội. Như ở trong kinh chư Phật tập yếu có nói, văn thủ thì lại, muốn thấy Phật tập hội mà không thể đến được, chư Phật đã trở về chỗ cũ. Văn thủ thì lại, đến chỗ chư Phật tập hội, ở đó có một người nữ ngồi gần Phật kia mà nhập vào tam muội. Văn thủ thi lợi đi vào đảnh lễ giới chân Phật xong, bạch Phật rằng, cớ sao người nữ này được ngồi gần Phật mà con không được? Phật bảo văn thủ thi lợi, ông hãy đánh thức người nữ này dậy khỏi tam muội, rồi ông hãy tự hỏi người ấy. Văn thủ thi lợi bèn khải móng tay để thức mà không dậy, cất tiếng kêu lớn cũng không dậy, cầm tay kéo cũng không dậy, lại dùng thần túc làm rung động tam thiên đại thiên thế giới cũng không dậy. Văn thủ thi lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không thể thức dậy được. Khi ấy Phật phóng ánh sáng lớn chiếu thế giới hạ phương, trong ấy có một vị Bồ Tát tên là Khí Chư Cái, liền từ hạ phương xuất hiện đến chỗ Phật, đổ mặt đảnh lễ giới trên Phật rồi đứng sang một bên. Phật bảo Khí Chư Cái Bồ Tát, ông hãy đánh thức người nữ ấy. Bồ Tát liền khải móng tay, người nữ ấy liền từ tam muội dậy. Văn thủ thi lại bạch Phật, vì nhân duyên gì con làm rung động cả tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không thể khiến người nữ ấy khỏi dậy? Còn Khí Chư Cái Bồ Tát khẽ móng tay một cái là khởi dậy khỏi tam muội liền. Phật bảo văn thủ thi lợi, ông nhân người nữ ấy mà bắt đầu phát ý an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Người nữ ấy nhân khí chư cái Bồ Tát mà bắt đầu phát ý an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vì thế nên ông không thể đánh thức dậy. Đối với chư Phật tam muội, công đức ở trong tam muội của chư Bồ Tát thì được tự tại,
nhưng ở trong tam muội của chư Phật thì mới vào được ít nhiều mà chưa được tự tại. Kinh Phật bảo Phổ Môn, ông muốn đi qua thì tùy ý, nên biết phải thời. Bấy giờ Phật bảo Tích lấy hoa sen sắc vàng ngàn cánh đưa cho Phổ Minh Bồ Tát mà bảo rằng: Thiện nam tử, ông đem hoa này trải lên chân Phật Thích Ca Mâu Ni. Các Bồ Tát sanh ở thế giới Tam Bảo kia là những vị khó hơn, khó bì kịp. Ông hãy nhất tâm đi tới thế giới kia. Luận hỏi: Vì sao Phật nói muốn đi tùy ý nên biết phải thời? Đáp: Vì Phật đã cắt đứt tình riêng đối với đệ tử và trong tâm Ngài không còn ràng buộc với đệ tử. Lại nữa, vị Bồ Tát ấy chưa chứng được nhất thiết trí, chưa chứng được Phật nhãn nên trong tâm còn nhiều nghi ngờ, cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni công đức lớn, được lợi ích hoặc nhiều hơn, cho nên nói muốn đi qua tùy ý. Lại nữa, vị Bồ Tát ấy ở xa trông thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thân nhỏ, lòng hơi có chút kiêu mạn, nói là Phật kia không bằng Phật này. Cho nên Phật bảo ông đi qua chỗ đó, chớ quan sát thân Phật, chớ nghĩ đến thế giới mà chỉ nghe Phật thuyết pháp thôi. Lại nữa, thế giới ấy cách thế giới này rất xa, ở tận nước phương Đông. Vị Bồ Tát ấy nghe Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết các pháp tướng với Phật Bảo Tích, thuyết các pháp tướng rất giống nhau, mới nói: Thế giới tuy xa mà pháp tướng không khác, do đó niềm tin lớn tăng thêm, tâm trở nên kiên cố. Lại nữa, do nhân duyên đời trước, tuy sanh ở nơi xa mà nên đi đến nghe thuyết pháp, thì như dây buộc chân chim sẻ cũng bay xa, nhưng khi kéo lại thì về. Lại nữa, các Bồ Tát trong thế giới Ta Bà thấy Bồ Tát Phổ Minh từ xa đến nghe pháp, đến suy nghĩ rằng: Kìa, từ xa còn đến nghe pháp, huống ta sanh trong thế giới này mà không nghe pháp. Bởi các nhân duyên như vậy nên nói muốn đi qua tùy ý nên biết phải thời. Hỏi: Thần lực của chư Phật ngang nhau lại không cầu phước, tại sao lấy hoa làm tin? Đáp: Vì hành theo pháp thế gian vậy. Như hai vị quốc vương thế lực tuy đồng nhau cũng cười đổ tặng cho nhau. Lại nữa, biểu thị thiện tâm nhu nhuyến, cho nên lấy hoa làm tin. Trong pháp thế gian, kẻ sứ giả từ xa đến tất phải có tin. Phật theo pháp thế gian cho nên gửi tin. Lại nữa, vì chư Phật cung kính pháp nên cúng dường pháp, lấy pháp làm thầy. Vì cớ sao? Vì ba đại các đức Phật đều lấy thật tướng chư pháp làm thầy. Hỏi: Vì sao không tự cúng dường pháp trong thân mình mà lại cúng dường pháp của người khác? Đáp: Theo pháp thế gian, như tỳ kheo muốn cúng dường pháp bảo nhưng không tự cúng dường pháp ở trong thân, mà cúng dường các người chỉ pháp, biết pháp, hiểu pháp. Phật cũng vậy, tùy trong thân có pháp mà lại cúng dường pháp của Phật khác. Hỏi: Như Phật thì không còn cầu phước đức, tại sao còn cúng dường? Đáp: Phật từ trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp từ các công đức, thường hành các việc thiện, không chỉ cầu quả báo mà vì kính trọng các công đức mà làm việc cúng dường. Như khi Phật còn tại thế, có một tỳ kheo mù, mắt không trông thấy, nhưng tay thì không áo. Khi kim xúc chỉ, thầy nói: Ai ưa có phước đức, xin sâu kim hộ tôi. Gặp khi Phật đi đến nơi đó, Ngài nói với tỳ kheo: Ta là người ưa có phước đức, để ta sâu kim hộ cho ông. Vị tỳ kheo nghe biết tiếng Phật, vội đứng dậy sửa áo, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch Phật rằng: Công đức của Phật đã đầy đủ, sao còn nói ưa có công đức? Phật bảo: Ta tùy công đức đã đầy đủ, mà ta biết sâu xa về nhân duyên của công đức, quả báo của công đức, năng lực của công đức. Nay ta được là tối đệ nhất trong hết thảy chúng sanh, là do công đức ấy, cho nên ta ưa có. Phật vì vị tỳ kheo ấy mà tán thán công đức sau. Tiếp đó, Ngài tùy ý thuyết pháp cho ông. Vị tỳ kheo ấy được pháp nhãn thanh tịnh, nhục nhãn lại sáng ra. Lại nữa, Phật tuy công đức đã đầy đủ, không còn cần gì nữa, nhưng vì giáo hóa đệ tử nên nói, ta còn làm công đức. Các ông vì sao không làm? Như trong nhà kỹ nhạc, một ông lão trăm tuổi mà múa, có người chê rằng, ông già đã trăm tuổi, còn múa mà làm gì? Ông đáp, ta không cần gì mà múa, ta chỉ muốn dạy con cháu mà thôi. Phật cũng vậy, công đức tuy đã đầy đủ, mà vì để dạy đệ tử làm công đức nên làm việc cúng dường. Hỏi, nếu như vậy sao Phật không từ xa giải hoa đến trên thân, trên Phật Thích Ca Mâu Ni mà lại sai người đi cúng dường? Đáp, vì ở đây các Bồ Tát tin nơi Phổ Minh vậy. Lại nữa, sứ giả của Phật sai đi, nước, lửa, binh, độc trong ngàn thứ hại, không thể làm thương tổn, đường xá xa xôi, muốn cho được an ổn. Hỏi, sao không lấy bảo vật đẹp đẽ, kinh điển sâu xa hay Phật bảo, Bồ Tát bảo, tức là thứ báu này chư thiên không thấy được, nó so sánh các thứ vật quý báu như ngọc ma ni nên gọi là Phật bảo làm tin, mà đã lấy hoa sen là vật nhỏ mọn, đâu đủ làm tin. Đáp, Phật không cần vật, bảo vật của Phật, bảo vật của trời còn không cần, huống là bảo vật của người, vì không cần nên không sai mang đi.
Cũng vì các vật tự có đủ như nhau nên không sai mang đi, kinh điển sâu xa cũng vậy. Lại nữa, các kinh đối với Phật không có gì thậm thâm, nói thậm thâm là xuất tự nơi người phàm. Điều người phàm nghi ngờ đối với Phật vô ngại, khó đối với người phàm, đối với Phật đều dễ. Lại nữa, hoa hương thành diệu đáng dùng để cúng dường, nhưng người hiến tặng tất phải dùng vật lạ. Hỏi, sao chỉ dùng hoa sen không dùng vật khác? Đáp, cúng dường thì dùng hoa, hương chẳng phan bảo cái. Hoa có hai sự là sắc và hương. Hỏi, hoa khác cũng có hương có sắc, sao chỉ dùng hoa sen cúng dường? Đáp, như trong kinh Hoa Thủ nói, mười phương Phật đều lấy hoa cúng dường Thích Ca Văn Phật. Lại nữa, hoa sen có ba loại, hoa của người, hoa của trời, hoa của Bồ Tát. Hoa của người, thứ hoa sen lớn có trên 10 cánh, hoa của trời có 100 cánh, hoa của Bồ Tát 1.000 cánh. Trong thế giới kia phần nhiều có hoa sen ngàn cánh sắc vàng chói sáng. Trong thế giới Ta Bà tuy có hoa biến hóa ngàn cánh mà không có hoa xanh trong nước, cho nên Ngài sai mang đi hoa sen ngàn cánh sắc vàng ấy, như đã nói ở trong đoạn về tướng lưỡi. Hỏi, sao Phật sai Phổ Minh lấy hoa giải trên Phật? Đáp, pháp cúng dường là hoa hương phướn lọng. Phướn lọng thì nên ở trên, hương khô thì nên đốt, hương nước thì nên bôi dưới đất, hương bột và hương nước nên giải. Hỏi, sao không chỉ cúng dâng rồi thôi mà còn tự tay giải lên trên? Đáp, tự tay cúng dường là thân nghiệp. Lời nói êm dịu hỏi han là khẩu nghiệp. Phát khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp là ý nghiệp. Ba nghiệp ấy được công đức bền chắc làm nhân duyên cho Phật đạo. Hỏi, vì sao nói ông nên nhất tâm cung kính thận trọng các Bồ Tát trong thế giới Ta Bà là khó bì kịp, khó hơn? Đáp, Phật, Bích Chi Phật, A-La-Hán, tất cả các hiền thánh đều nhất tâm cung kính thận trọng ma hoặc ma dân. Các kiết sử của nội thân, các tội báo đời trước đều là giặc, gần các thứ giặc ấy nên phải nhất tâm cung kính thận trọng. Cũng như đi vào giữa giặc, không tự thận trọng giữ gìn thì giặc bắt. Vì vậy nên nói nhất tâm cung kính thận trọng để đi qua thế giới kia. Lại nữa, vì lòng người dễ tán loạn, như cuồng như say, nhất tâm cung kính thận trọng là đầu của các công đức. Nhất tâm được thiền liền được trí tuệ chân thật, được trí tuệ chân thật liền được giải thoát, được giải thoát liền được hết khổ. Những việc như vậy đều từ nhất tâm mà được. Như sau khi Phật bát niết bàn 100 năm, có một thầy tỳ kheo tên là Yêu Ba Cúc, là vị A La Hán chứng được lục thông, làm đại đạo sư của cõi Diêm Phủ Đà lúc bấy giờ. Lúc ấy có một tỳ kheo ni 120 tuổi. Vị tỳ kheo ni ấy lúc nhỏ đã từng thấy Phật. Ngài Yêu Ba Cúc vào nhà bà để hỏi về dung nghi của Phật. Trước tiên sai đệ tử đến nói với tỳ kheo ni rằng: đại sư tôi là Yêu Ba Cúc, muốn đến thăm bà để hỏi về dung nghi của Phật. Khi ấy vị tỳ kheo ni lấy bình bát đựng đầy dầu mè đặt dưới cánh cửa để thử coi oai nghi của Yêu Ba Cúc có được rõ ràng chăng. Yêu Ba Cúc đi vào, từ từ đẩy cánh cửa, làm đổ một ít dầu, ngồi xong, Ngài hỏi tỳ kheo ni: bà đã từng thấy Phật chăng? Dung mạo giống như thế nào? Xin nói cho tôi được rõ. Tỳ kheo ni đáp: lúc ấy tôi còn niên thiếu, thấy Phật đi vào làng, mọi người đều nói Phật đến. Tôi theo mọi người chạy ra, trông thấy ánh sáng của Ngài, tôi liền lễ bái. Chiếc thoa vàng trên đầu tôi rơi xuống đất. Tại rừng cây tối mù, ánh sáng Phật soi đến, mọi vật u ẩn đều được trông thấy. Tôi liền lượm được thoa. Từ đó về sau tôi làm tỳ kheo ni. Yêu Ba Cúc lại hỏi: lúc Phật còn ở đời, hoài nghi lễ pháp của các tỳ kheo như thế nào? Đáp: lúc Phật còn ở đời, lục quần tỳ kheo rất là tệ ác, không biết tàm quý, mà oai nghi phép tắc hơn ông bây giờ. Vì sao mà biết thế? Vì lục quần tỳ kheo đi vào cửa không làm dầu đổ. Lục quần tỳ kheo tuy là tệ ác mà đúng như nghi pháp của tỳ kheo, đi đứng nằm ngồi không mất pháp tắc. Ông tuy là A-la-hán có 6 thần thông mà không bằng bọn họ. Yêu Ba Cúc nghe nói lời ấy hết sức hổ thẹn. Vì vậy nên nói nhất tâm cung kính thận trọng là tướng trạng của bậc thiện nhân vậy. Lại nữa, vì sao nói là nhất tâm cung kính thận trọng? Vì các vị Bồ Tát ấy khó hơn, khó bị kịp, khó phá, khó gần. Cũng như sư tử chúa to lớn khó hơn, khó phá hoại. Cũng như bạch tượng vương và long vương. Cũng như ngọn lửa lớn đều khó có thể gần. Các Bồ Tát ấy có đại phước đức trí tuệ lực. Nếu người nào muốn hơn hay muốn phá hoại đều không thể được, mà chỉ có thể tự hại mà thôi. Thế nên nói là khó gần. Hỏi, hết thảy đại Bồ Tát đều có đại công đức, trí tuệ, loại căn, hết thảy đều khó gần. Cớ sao chỉ nói các Bồ Tát trong thế giới Ta Bà là khó gần? Đáp, đúng như lời ấy. Chỉ vì các Bồ Tát từ trong thế giới Ta Bà đi đến,
Thấy thế giới Ta Bà này không bằng, toàn đá cát ô uế xấu xa, thân Bồ Tát thì nhỏ, tất cả mọi sự đều không bằng, chắc sanh lòng nghi mạn. Thế nên Phật nói, hãy nhân tâm cung kính thận trọng, các Bồ Tát kia khó gần. Lại nữa, người sanh ở chỗ vui, phần nhiều không dũng mãnh, không thông minh, ít trí tuệ, như người sanh ở châu Uất Đờn Na Việt, vì quá vui mà không xuất gia, không thọ giới, sanh trong cõi trời cũng vậy. Còn trong thế giới Ta Bà này, nhân duyên của sự vui ít, có ba điều giữ là già bệnh chết, cách nuôi sống theo đất đai khó, cho nên dễ sinh đau nhàm chán. Thấy già bệnh chết kéo đến, tâm rất chán sợ. Thấy người nghèo cùng, biết do nhân duyên đời trước gây nên, sanh tâm rất chán, do vậy nên nói có trí tuệ loại căn. Các Bồ Tát ở trong cõi kia là thế giới bảy báu, các thứ cây báu tâm tưởng tới uống ăn, tùy ý liền có được. Như vậy nên khó sanh tâm nhàm chán, cho nên trí tuệ không thể thông lợi lớn lao, cũng như dao bén đặt vào trong đồ uống ăn tốt, dao dễ sanh rỉ sét. Đồ ăn uống tuy tốt nhưng không thích hợp với dao. Nếu lấy đá mà mài, lấy mỡ cho mà lau chùi thì rỉ sét liền sạch, dao được bén. Bồ Tát cũng như vậy, sanh trong thế giới hỗn tạp nên có lợi trí mà khó gần. Như người lúc nhỏ sinh năng khó nhọc thì có nhiều tài năng cũng kham được nhiều việc. Lại như nuôi ngựa mà không cưỡi thì không dùng được việc gì. Lại nữa, trong thế giới Ta Bà, Bồ Tát có nhiều phương tiện nên khó gần, các nơi khác thì không vậy. Như Phật nói, ta tự nhớ đời trước một ngày bố thí cho người nghỉ thân mạng vì để độ chúng sanh. Tuy các công đức 6 ba la mật, tất cả Phật sự đầy đủ mà không làm Phật, thường dùng phương tiện độ thoát chúng sanh. Vì những việc ấy, các Bồ Tát trong thế giới Ta Bà là khó gần. Kinh: Bấy giờ Phổ Minh Bồ Tát từ nơi Phật Bảo Tích nhận lấy hoa sen sắc vàng ngàn cánh, với vô số hàng xuất gia tại gia và các đồng nam đồng nữ cùng cất bước. Luận: Hỏi, Phổ Minh Bồ Tát có đại lực thần thông nên có thể đi đến, còn hàng xuất gia tại gia Bồ Tát và các đồng nam đồng nữ làm sao tự đi được? Đa bảo thế giới ở tận cùng phía đông, dặm đường xa xôi, các hàng ấy tự dùng sức mình mà đi, hay là sức của Phật Bảo Tích, hay là sức của Phổ Minh Bồ Tát, hay là sức của Phật Thích Ca Mâu Ni? Đáp: Hoàn toàn do sức của cả bốn hạng người. Các hàng Bồ Tát xuất gia tại gia ấy là những Bồ Tát đã được bất thối thành tựu ngũ thông, khéo tu bốn như ý túc, có nhân duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đời trước, cũng do tự sức mình, cũng do sức của Bồ Tát Phổ Minh. Vì cớ sao? Trong đó người thế lực mỏng thời do sức của Bồ Tát Phổ Minh mà đến được. Như khi chuyển Luân Thánh Vương bay đi, thì cả bốn thứ binh và các cung quán xúc vật thú vật tất cả đều bay, vì công đức của chuyển Luân Thánh Vương rất lớn, đủ khiến cho tất cả bay đi. Đây cũng như vậy, người thế lực mỏng thì do sức của Bồ Tát Phổ Minh đều cũng đi theo được, cũng do sức của Phật Bảo Tích và ánh sáng của Phật Thích Ca Mâu Ni soi cho. Nếu tự không có sức, chỉ do ánh sáng của Phật Thích Ca Mâu Ni soi đến cũng có thể đến được, huống gì có cả ba sức. Hỏi, Bồ Tát Phổ Minh sao không chỉ đi một mình mà đem nhiều người thế? Đáp, vì đúng lẽ là có vây cánh đi theo vậy, cũng như khi quốc vương đi ra ngoài, tất cả có quần thần đi theo. Lại nữa, đó là người có nhân duyên với Phổ Minh Bồ Tát và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cớ sao vậy? Vì trong đại chúng kia hai chúng cùng đến, nên biết kẻ có nhân duyên thì đi đến, kẻ không có nhân duyên thì ở lại. Hỏi, vị Bồ Tát ấy vì sao cùng đi đến với các tại gia xuất gia đồng nam đồng nữ? Đáp, bảy chúng đệ tử Phật là Tỳ Kheo Ni, Học Giới Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di. Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di là tại gia, năm chúng kia là xuất gia. Trong chúng xuất gia tại gia hoặc có hai hạ, hoặc lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi, nhỏ là đồng nam đồng nữ, ngoài ra là lớn tuổi. Hỏi, người lớn nên đi, còn người nhỏ làm sao có thể đến được? Đáp, tại công đức không tại lớn nhỏ, nếu mất sự lợi ích của công đức làm điều bất thiện thì tuy già mà nhỏ, nếu có công đức lợi ích làm điều thiện, thời tuy nhỏ mà lớn. Lại nữa, thấy người nhỏ đi đến, người trông thấy sẽ khen, nhỏ mà còn được vậy, còn vì pháp từ xa mà đi đến, cũng hiển bày Phật pháp, dù nhỏ hay lớn đều được phụng hành. Trong pháp của ngoại đạo, hàng Bà La Môn mới được hành pháp đó, chẳng phải Bà La Môn thì không được hành. Phật pháp không kể lớn, không kể nhỏ, không kể trong, không kể ngoài, hết thảy đều được tu hành, cũng như uống thuốc cốt để trừ bệnh, công lượng người sang hèn lớn nhỏ. Kinh: Đều cúng dường cung kính tôn trọng tán thán các đức Phật ở phương Đông. Luận: Hỏi, nếu cúng dường khắp cả các đức Phật ở phương Đông thì các đức Phật rất nhiều, biết bao giờ mới cúng xong mà đến được nơi ấy?
Đáng các Bồ Tát không cúng dường theo cách của người trời mà tự làm theo cách của Bồ Tát. Cách cúng dường của Bồ Tát, thân vào thiền định, thân ấy đi thẳng đến, rồi từ trên thân ấy xuất ra vô lượng thân, hóa làm đủ thứ vật cúng dường đầy khắp thế giới của chư Phật. Cũng như khi Long Vương đi, từ thân tuôn nước mưa khắp thiên hạ. Hỏi các Bồ Tát ấy muốn đi đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, cớ sao giữa đường lại cúng dường chư Phật? Đáp, chư Phật là phước điển bậc nhất, nếu ai cúng dường được thì quả báo lớn. Cũng như người sửa sang nhiều công nghiệp, ruộng vườn là để được nhiều lúa, chư Bồ Tát thấy chư Phật cúng dường mà được quả báo làm Phật cho nên cúng dường. Lại nữa, Bồ Tát thường kính trọng Phật như người ta kính trọng cha mẹ. Chư Bồ Tát nhờ nghe Phật thuyết pháp mà được các thứ tam muội, các thứ đà la ni, các thứ thần lực. Vì biết ơn Phật cho nên cúng dường rộng khắp. Như trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát dường phương từ nơi Phật mà được tam muội biến hiện sắc thân, mới suy nghĩ rằng ta sẽ cúng dường Phật và Pháp Hoa tam muội như thế nào. Liền bay lên đến giữa trời, dùng sức tam muội mưa xuống bảy báu hương hoa tràng phan bảo cái cúng dường Phật. Sau khi ra khỏi tam muội, ý còn cho như vậy là chưa đủ. Trong 1.200 năm ăn thức ăn thơm, uống các dầu thơm, dầu sau lại dùng dạ trắng quấn vào bình mà đốt lên và tự phát thệ rằng mong cho ánh sáng của thân tôi chiếu đến 80 hằng hà sa thế giới Phật. Chư Phật trong 80 hằng hà sa thế giới ấy tán thán rằng lành thay, thiện nam tử lấy thân cúng dường ấy là bậc nhất, hơn đem quốc thành thê tử cúng dường gấp trăm ngàn vạn lần, không thể đem thí dụ so sánh. Trong 1.200 năm thân cháy mãi không tắt. Lại nữa, sự cúng dường Phật ấy đều vô lượng tiếng tăm, phước đức, lợi trí, các việc bất thiện đều diệt trừ hết. Các thiện căn được tăng trưởng, đời này đời sau thường được quả báo cúng dường, lâu về sau sẽ được làm Phật. Cúng dường Phật như vậy đều vô lượng các thứ lợi ích, thế nên các Bồ Tát cúng dường Phật. Kinh, cầm các hoa hương, anh lạc, hương bột, hương nước, hương đốt, hương sa, y phục, tràng phan, bảo cái, hướng đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến rồi đồng mặt đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên. Luận, hỏi nếu có lễ, có sao nói đồng mặt đảnh lễ dưới chân Phật? Đáp, trong thân thể người ta quý nhất là đầu, vì là nơi chứa đựng ngũ tinh, năm giác quan và ở trên hết. Chân là cái hèn nhất, vì đạp lên chỗ bất tịnh và ở dưới hết. Cho nên đem cái quý mà lễ cái hèn là vì cúng dường một cách quý trọng nhất. Lại nữa, lễ có bậc thấp, bậc giữa, bậc cao. Lễ bậc thấp là vái, bậc giữa là quỳ, bậc cao là cúi đầu. Đầu mặt lễ dưới chân là cách cúng dường bậc cao. Do vậy trong đợt tạng của Phật, hạ tọa tỳ kheo hai tay đỡ hai chân thượng tọa, đầu mặt cúi lễ. Hỏi oai nghi của thân có bốn là hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi hoặc nằm, cớ sao chỉ đứng một bên? Đáp, vì mới đến nên không nên đi, vì cung kính nên không nên nằm. Việc ấy thật dễ rõ, đâu cần phải hỏi. Nên hỏi tại sao ngồi, tại sao đứng? Ngồi là sự cúng dường không tôn trọng, còn đứng là sự cúng dường tôn trọng. Lại nữa, trong Phật Pháp, các hàng ngoại đạo xuất gia và hàng cư sĩ khi đi đến chỗ Phật đều ngồi. Ngoài đạo là đạo khác, khinh Phật nên họ ngồi, kẻ cư sĩ thì như khách cho nên ngồi. Còn hết thảy năm chúng thân tâm thuộc vào Phật cho nên đứng. Nếu là A-la-hán đắc đạo như Xá Lợi Phất, Mục Kiến Liên, Tu Bồ Đề, vân vân, việc phải làm đã làm xong cho nên được phép ngồi. Ngoài ra các người khác, tùy chứng được ba đạo sơ quả, sơ nhị tam cũng không được phép ngồi vì chưa làm xong đại sự, chưa phá hết giặc kiết sử. Cũng như vua tôi, người có công lớn nên được ngồi. Trong các hàng Bồ Tát tuy có kẻ cư sĩ, mà vì từ xa đi đến cúng dường Phật cho nên đứng. Kinh bạch Phật rằng, Bảo Tích Như Lai gửi lời thăm hỏi Thế Tôn được ít bệnh, ít não, đi và ở được nhẹ nhàng, lanh lợi, khí lực được an vui chăng? Lại lấy hoa sen sắc vàng ngàn cánh cúng dường Thế Tôn. Luận, hỏi, Phật Bảo Tích là bậc nhất thiết trí, sao lại còn phải hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni được ít bệnh, ít não, và đi và ở được nhẹ nhàng, lanh lợi, khí lực được an vui chăng? Đáp, Pháp của Phật tự nhiên là vậy, biết mà cố hỏi, như trong luật tạng tỳ kheo Đặc Ni Ca, là một cái hang bằng gạch màu đỏ, Phật thấy vậy, đã biết mà cố hỏi, A Nan, cái đó là vật gì vậy? A Nan thưa, đó là con của người thợ gốm xuất gia, tên là Đặc Ni Ca, làm cái nhà nhỏ bằng cỏ, thường bị trâu phá đi, ba lần làm, ba lần bị phá, do đó mới làm cái nhà gạch ngói ngành. Phật hỏi, A Nan, hãy phá cái hang gạch ấy đi, vì cớ sao? Vì bọn ngoại đạo sẽ nói, khi Phật Đại Sư còn đó, Pháp lọt ra từ chỗ gì, nhiều chỗ như vậy, biết mà cố hỏi. Lại nữa, Phật tuy là bậc nhất thiết trí, nhưng tùy theo Pháp thế gian, người thế gian hỏi thăm, Phật cũng hỏi thăm.
Phật sanh trong loài người, chịu theo pháp loài người, lạnh nóng sống chết vân vân, cùng với người như nhau. Lại nữa, thế giới của Phật đang bảo đó là thanh tịnh, trang nghiêm, thần Phật sắc vàng, sắc tướng sáng chói cũng lớn. Nếu không hỏi thăm thì người ta cho là khinh mạng. Lại muốn bày tỏ cho thế giới và thân sắc ánh sáng của Phật, tuy có nhiều chỗ hơn mà trí tuệ thần lực thì đều như nhau, không khác, cho nên hỏi thăm. Hỏi, tại sao hỏi ít não ít bệnh? Đáp, có hai thứ bệnh, một là bệnh do nhân duyên bên ngoài, hai là bệnh do nhân duyên bên trong. Bên ngoài là lạnh nóng đói khát, bình nhẫn, đào vậy, bị rơi, bị ngã, bị xô, bị đè. Những thứ như vậy gọi là bệnh ngoài, gọi là não. Bên ngoài là ăn uống không tiết độ, nằm đi thất thường, 404 bệnh, những thứ như thế gọi là bệnh trong. Hai thứ bệnh đó hễ có thân đều khổ. Cho nên hỏi ít não ít bệnh chăng? Hỏi, sao không hỏi không não không bệnh mà lại hỏi ít não ít bệnh? Đáp, thánh nhân thật biết thân là gốc khổ, không lúc nào không bệnh. Vì sao? Vì bốn đại hợp lại làm thân. Đất nước gió lửa tánh không hợp nhau, mỗi thứ hại lẫn nhau cũng như ung thư, không lúc nào không đau. Nếu lấy thuốc xoa có thể bớt được mà không thể lành. Thân người cũng vậy, thường bệnh thường trị, trị thì được sống, không trị thì chết. Vì lẽ ấy không thể hỏi không não không bệnh. Bệnh hoạn bên ngoài thường bị gió mưa lạnh nóng làm bước não. Lại thần có bốn oai nghi, ngồi nằm đi đứng, ngồi lâu thì rất não, làm lâu đứng lâu, đi lâu cũng não. Cho nên hỏi ít não ít bệnh. Hỏi ít bệnh ít não là đủ, sao còn nói đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi? Đáp, người ta tuy bệnh lành mà chưa được bình phục, vì vậy nên hỏi đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi. Hỏi sao lại còn nói khí lực an lạc chăng? Đáp, có người bệnh lành tuy đi lại ngồi dậy được nhưng khí lực chưa đủ, không thể làm lụng thi vi, sách nhẹ vác nặng, do đó hỏi về khí lực. Có người tuy bệnh lành có thể vác nặng sách nhẹ nhưng chưa được yên vui, do đó hỏi có yên vui chăng? Hỏi nếu không bệnh mà có sức vì sao chưa được an vui? Đáp, có người vì nghèo cùng sợ hãi yêu não không được an vui, do đó nên hỏi được an vui chăng? Lại nữa, có hai cách hỏi thăm. Hỏi thăm về thân, hỏi thăm về tâm. Nếu nói ít não, ít bệnh, đi vào ở nhẹ nhàng lách lợi khí lực là hỏi thăm về thân. Nếu an vui chăng là hỏi về tâm. Các thứ bệnh bên trong bên ngoài đều được gọi là thân bệnh. Các thứ phiền não, dâm dục, sân nhuế, tật đố, sân tham, yêu sầu, sợ hãi, vân vân, 98 kiết sử, 500 triển cái. Các thứ mong cầu, ham muốn, vân vân đều được gọi là tâm bệnh. Vì hỏi thăm hai thứ bệnh ấy nên nói ít não ít bệnh, đi vào ở nhẹ nhàng lanh lợi khí lực an vui chăng? Hỏi cách hỏi thăm của loài người thì hỏi như vậy, hàng chư thiên còn không nên hỏi thăm như vậy, huống gì là đối với Phật. Đáp, thân Phật có hai, một là thân phần thân thần thông biến hóa, hai là thân cha mẹ sanh. Thân cha mẹ sanh thì chịu theo pháp loài người, không như chư thiên, do đó phải theo pháp loài người mà hỏi thăm. Hỏi đối với hết thảy hiền thánh, tâm không còn bị dính mắc, không tham thân, không tiếc tuổi thọ, không ghét chết, không ưa sống, nếu như vậy thì cần gì hỏi thăm? Đáp, vì theo pháp thế gian, chịu theo pháp loài người mà thăm hỏi. Sai thăm hỏi cũng là chịu theo pháp của loài người. Hoa sen sắc vàng ngàn cánh như trên đã nói. Kinh, bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nhận hoa sen sắc vàng ngàn cánh, Ngài giải đến chư Phật trong hoàng hà xa thế giới ở phương Đông. Luận. Hỏi, Phật là bậc không ai hơn, không ai bằng, sau nay lại giải hoa cúng dường chư Phật ở phương Đông? Như khi Phật mới đắc đạo tự suy nghĩ rằng, người mà không có chỗ để tôn thờ, thời sự nghiệp sẽ không thành. Nay trong mười phương trời đất, ai là kẻ đáng tôn thờ, ta sẽ kính làm thầy mà thờ. Khi ấy Phạm Thiên Vương cùng chư thiên bạch Phật rằng, Phật là trên hết, không ai vượt qua Phật. Phật cũng tự dùng thiên nhãn xem thấy trong ba đời và mười phương trời đất, không có ai hơn Phật, tâm tự nghĩ rằng, ta thực hành đại bát nhã ba la mật mà nay tự mình được làm Phật. Đây là chỗ cho ta tôn thờ, tức là thầy của ta. Ta sẽ cung kính, cúng dường, tôn thờ pháp ấy. Thế như có một gốc cây tên là Hảo Kiên, ở trong lòng đất 100 năm, cành lá đầy đủ. Một ngày kia ra khỏi lòng đất, cao 100 trượng, cây ấy ra khỏi rồi, muốn tìm gốc cây lớn để che mát cho mình. Khi ấy trong rừng có vị thần nói với Hảo Kiên rằng, trong đời không còn cây nào lớn hơn ngươi, các cây khác đều ở trong bóng mát của ngươi. Phật cũng như vậy, vô lượng A Tăng kỷ kiếp sanh ở trong lòng đất Bồ Tát, một ngày kia ở tại dưới gốc Bồ Đề, ngồi trên chỗ tỏa kim cang, như thật biết rõ hết các thể, các pháp tướng, chứng thành Phật đạo.
Bây giờ tự nghĩ ai đáng tôn thờ để làm thầy, ta sẽ hầu hạ cung kính cúng dường. Khi ấy, Phạm Thiên Vương cùng chư thiên bạch Phật rằng Phật là vô thượng, không ai hơn Phật. Vậy nay cớ sao lại cúng dường chư Phật ở phương Đông? Đáp: Phật tùy trên hết trong ba đời mười phương trời đất, không ai hơn Phật để mà thực hành sự cúng dường. Cúng dường có thượng trung hạ, cúng dường người thua mình là cúng dường bậc hạ, cúng dường người hơn mình là cúng dường bậc thượng, cúng dường người ngang mình là cúng dường bậc trung. Cũng như tỷ kheo ni đại ái tạo cùng 500 tỷ kheo ni A-la-hán trong một ngày cùng một lần vào Niết Bàn. Khi ấy hàng yêu bảo tăng chứng đạo, chứng đắc ba đạo quả đỡ dường của 500 tỷ kheo ni, tứ thiên vương đỡ dường nhũ mẫu của Phật là đại ái đạo. Còn Phật tự ở trước bưng lò hương, đốt hoa cúng dường. Phật nói với các tỷ kheo: Các ông hãy giúp ta cúng dường thân nhũ mẫu. Bây giờ các tỷ kheo A-la-hán mỗi người dùng lực thần túc đi đến trên núi Ma Lê, lấy củi hương trên đàn nghiêu đầu chất thành đống giúp Phật, ấy là cúng dường bậc hạ. Do đó tuy không cầu chứng quả mà vẫn thực hành cúng dường bình đẳng. Lại nữa, chư Phật nên phải cúng dường Phật, các người khác không biết đức của Phật. Như kệ nói: Người trí kính người trí, trí luận người trí mừng, người trí biết được trí như rắn biết chân rắn. Vì vậy chư Phật là bậc nhất thiết trí, cúng dường bậc nhất thiết trí. Lại nữa, mười phương Phật đời đời khuyến trợ Phật Thích Ca Mâu Ni, như Thất Trụ Bồ Tát quán các pháp là không, vô sở hữu, bất sanh bất diệt. Quán như vậy rồi trong hết thảy thế giới, tâm không dính mắc, muốn buông thả sáu ba la mật mà nhập Niết Bàn, cũng như người trong khi mộng làm bè để vượt qua sông lớn, tay chân mỏi mệt, sách tâm nhàm chán, đang ở giữa lòng sông mộng tỉnh, tự nghĩ rằng đâu có sông để có thể vượt qua. Khi ấy tâm chuyên cần cũng buông bỏ hết. Bồ Tát cũng như vậy, ở trong địa vị thất trụ chứng được vô sanh pháp nhẫn, tâm hành đều đình chỉ, muốn vào Niết Bàn. Bây giờ mười phương chư Phật đều phóng ánh sáng chiếu trên thân Bồ Tát, lấy tay phải xoa đầu nói rằng: Thiện nam tử, chớ sanh tâm tưởng ấy. Ông nên nhớ lại bản nguyện của ông là muốn độ chúng sanh. Ông tuy biết các pháp là không mà chúng sanh thì không biết. Ông nên nhóm các công đức giáo hóa chúng sanh, chớ vào Niết Bàn. Ông chưa được thân kim sắc, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, vô lượng quang minh, 32 nghiệp. Ông này mới chứng được vô sanh pháp môn, chớ có mừng lớn. Khi ấy Bồ Tát nghe lời chư Phật giáo huấn, trở lại sanh tâm nguyện như trước, thực hành 6 ba la mật để độ chúng sanh. Như vậy lúc mới đắc Phật đạo, được sự tá trợ ấy. Lại lúc Phật mới đắc đạo, tâm tự suy nghĩ, pháp này rất sâu xa, chúng sanh ngu muội bạc phước, ta cũng sanh trong đời ngũ ác, phải làm sao đây? Suy nghĩ xong, ta sẽ từ cho một pháp chia làm ba phần thành ba thừa để độ chúng sanh. Khi suy nghĩ như vậy, chư Phật mười phương đều hiện ánh sáng tán thán rằng: lành thay, chúng ta cũng ở trong đời ngũ ác, chia một pháp làm ba phần để độ chúng sanh. Khi ấy Phật nghe tiếng nói của chư Phật mười phương, liền rất hoan hỷ, xưng niệm Nam Mô Phật. Như vậy mười phương Phật nơi nơi đều khuyến trợ làm lợi ích lớn, vì biết ơn nặng ấy cho nên lấy hoa cúng dường mười phương Phật. Phước đức tối thượng không gì vượt qua phước đức này. Vì cớ sao? Hoa ấy do công đức lực của Phật Bảo Tích sinh ra, chứ không phải hoa từ trong nước xanh. Phổ Minh là vị Bồ Tát pháp thân ở địa vị thập trụ, đưa hoa ấy đến dâng lên Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni biết mười phương Phật là phước điển đệ nhất, cho nên cúng dường phước ấy nhiều gấp bội. Vì cớ sao? Vì Phật tự cúng dường Phật vậy. Trong Phật pháp có bốn hạng bố thí: một, người thí thanh tịnh, người thọ không thanh tịnh; hai, người thí không thanh tịnh, người thọ thanh tịnh; ba, người thí thanh tịnh, người thọ cũng thanh tịnh; bốn, người thí không thanh tịnh, người thọ không thanh tịnh. Nay thí cho Phật ở phương Đông là cả hai đều thanh tịnh, phước ấy rất lớn. Vì vậy nên Phật tự cúng dường mười phương Phật. Hỏi: Hết thảy thánh nhân đều không thọ quả báo, đời sau không còn sanh trở lại, cớ sao nói phước ấy bố thí? Phước bố thí ấy rất lớn. Đáp: Phước ấy tuy không có người thọ hưởng mà tướng nó lại lớn. Nếu có người thọ hưởng thì quả báo ấy vô lượng. Các thánh nhân biết pháp hữu vi đều là vô thường không, cho nên xả bỏ mà vào Niết Bàn, phước ấy cũng xả. Thí như thoi vàng đốt cháy, tuy mắt thấy nó đẹp mà không thể lấy tay đụng vì sợ cháy tay người. Lại nữa, như người bị mụn nhọt thời phải dùng thuốc bôi, nếu người không bị nhọt thì thuốc vô dụng. Người có thân cũng như vậy, thường bị đói khát lạnh nóng bức bách, cũng như bị mụn nhọt phải lấy áo chăn ăn uống ấm nóng làm cho dễ chịu, như lấy thuốc bôi mụn nhọt. Còn như kẻ ngu si vì ham thuốc chứ không phải dùng bôi mụn,
Nếu không mụn nhọt thì thuốc cũng vô dụng. Chư Phật cho thân là một mụn nhọt, vì phóng xả thân mụn nhọt nên cũng không lãnh thọ thuốc quả báo. Vì vậy, nên tuy có đại phước cũng không thọ báo.